Có nhiều người tu bị thất bại ngay chỗ này mà bỏ đạo nè. Cứ cho rằng mình gần nhiều chúng sanh như vậy, nhiều người không có đặc biệt, đi lỡ đạo tràng đông người đa dạng thứ phiền phức, ở nhà lo tu, bạn chuẩn bị nghỉ tu đi cho bạn biết. Nếu Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài cũng như mình vậy, ngài đi nhập niết bàn mất tiêu à. Ngài ở cõi này chi cho mà độ sanh cũng khó cũng khổ. Tôi cũng đi luôn. Tại vì sao? Bị lôi ra thì mới bị khổ, thấy chưa? Càng lôi ra thì càng khổ, càng làm nhiều thì càng khổ, càng phiền phức. Mà bị người ta nói này nói kia châm thọt nữa. Làm cực mà còn bị nói này nói kia khổ. Vậy thì làm chi? Vậy mà người ta vẫn làm. Người ta vẫn làm là vì sao? Vì người ta muốn làm Phật, đúng không? Ta muốn làm Phật nên ta phải làm. Còn bây giờ mình bỏ hết chúng sanh, mình trở về một cái chỗ nào mình ở mình không muốn gần gũi, không muốn gặp ai, không muốn nhìn ai. Vậy thì mình thấy cái cõi này đâu có khổ đâu, mà tâm nguyện giặc sanh mình mạnh, đúng không? Đó. Nên mình đi đến chỗ đông người mình mới có trí tuệ. Tại vì sao? Họ lắng lướt, họ lằn lượt, họ vượt qua mặt mình, họ làm đủ cách, mọi cách mà. Người ta dùng đủ cách này, cách kia, cách nọ tùm lum, thì con người mình mất khôn. Mình ở trong vị trí đó mình mất khôn, đúng không? Nên có cái ông này á, vợ ông đi đến chỗ đông người, ông nói vợ ông câu gì nè: có những không gian thời gian anh cũng cho em để mà thoải mái với một cái phạm vi nào đó, không cần bó buộc, nhưng tự khôn khéo mà sống trong chỗ đông người. Thấy không? Ngu khờ thì tao khỏi cho mày đi luôn. À, cái cho đến chỗ đông người vậy đó để rèn. Nhưng mà khôn khéo cái gì không hiểu thì hỏi. Còn mày ngu khờ thì cho khỏi cho mày đi luôn. Tại vì sao? Cho cơm ăn áo bặn mà đi đến chỗ đông người để được rèn luyện, mà còn cái gì cũng thua người ta chứ mày đi làm chi nữa. Thấy không? Đó. Nên có những khi mình làm chồng mình cũng cho vợ mình nó có những không gian của nó đi. Cỡ nào nó cũng nuôi được cái nhan sắc của nó. Nó vui mà, thì nó có nhan sắc, của mình nhốt nó hoài, mình không cho đi đâu, giết nó tồi túng, nó buồn, nhìn như bà già cổ lưu sĩ, nhìn nó tệ lắm, nhìn nó xấu xí, bèo nhèo mặt như con mèo, không được cái gì, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình cho người ta vậy, nhưng mà mình phải chỉ người ta, mình phải nói rõ cho người ta nghe trong một cái phạm vi nào thôi, không có quá đáng được. À, giống như mấy cô mà nó bên cạnh như Đức dạy rõ ràng, lễ lọc chủ nhật đồ này kia, tự khôn khéo mà điều chỉnh sống làm việc, chứ đâu phải như Đức cầm tay hoài đâu, cứ làm việc rồi khéo léo đối nhân xử thế, tự mà khôn khéo. À, mình biết văn quý hoàn cảnh này rồi mình sống sao mình khôn khéo, đối người tiếp vận sao cho khôn khéo, không có dính dáng cái chuyện này chuyện kia của người ta lu bu lộn xộn, không có nhiều chuyện nhiều điều, đúng không? Vậy thôi à. Nên bên cạnh những đức mà nhiều chuyện nhiều điều là không có cái răng ăn cháo, chứ đừng nói chỉ răng ăn cơm, không dám nhiều chuyện luôn á. Ngồi mà tụm ba tụm bảy mà nhiều chuyện nhiều điều là không còn cái răng ăn cháo, tôi kêu hả miệng ra cái này kìm tôi bẻ từ cái răng cho biết. Nhiều chuyện nhiều điều, đúng không? À, mình đi đến chùa mình có quyền tu, mình có quyền chơi với ai mình quen, mình thăng. À, mình không có cần thiết phải nói tới cái nhóm khác, đúng không? Ngồi nghe pháp đàng hoàng, giống như bây giờ chiếc thuyền này chở được 7 người, chúng ta cùng bơi trên chiếc thuyền đó, chiếc thuyền kia chở 10 người cùng bơi chiếc thuyền đó, mỗi chiếc thuyền cứ tự lo mà bơi, đúng không? À, bơi chậm bơi nhanh gì kệ, nhưng mà gặp nhau á, gặp nhau thì mình chào một cái rồi xong á, mình lo mình bơi thuyền của mình đi, đúng quý vị? À,
Còn người ta là được thiện to thiện lớn gì kể người ta. Nên mệt với bà thấy ghê. Hiểu không? Nó nên á. Bởi vì giảng pháp ở trong cái cõi đời này mà nếu mà chánh văn thì thua. Chánh văn nghe không được quý vị. Nên phải lược văn thôi. Lược văn nào phù hợp á. Vậy đó mà người ta nghe người ta lợi ích á. Người ta sẽ có những cái thời gian của người ta để ngồi suy nghĩ lại. Hãy suy nghĩ lại những gì chúng ta làm. Nên vậy thì cũng đặc biệt rồi. Có một cái ông này, ông mỗi ngày ông vui nhiều lắm. Ông vui, ông thoải mái. Mà xung quanh ông rất nhiều người ghét ông. Ngộ. Ông vui nhưng mà nhiều người xung quanh ghét ông kinh khủng lắm. Rồi ông lại ông hỏi nha, đứa con thì có tâm trạng con thoải mái lắm thầy. Nhưng mà sao nhiều người xung quanh con họ ghét con? Bây giờ con phải làm sao? Những đứa nào ông cứ vui bình thường. Ông cứ vui bình thường thôi. Cái khổ của ông nhất á là ông vui mà ông đi nhìn họ khổ. Phải chi ông nhìn họ khổ mà họ cần ông thì ông nhìn để ông giúp. Còn cái này họ không có đồng tình với cái sự vui của ông. Vì sao ông biết không? Vì họ không có cái niềm vui của ông. Đúng không? Giống như một người thì uống cà phê thì biết được hương vị của cà phê. Nhưng người kia uống đá chanh thì làm sao biết hương vị của cà phê? Nhưng mà quý vị cũng nên có cảm giác của hương vị đá chanh một chút. Tại vì sao? Cái hương vị đá chanh thì nó có mùi chua. Mà cái gì mà chua chát trong cõi đời thì mà nó đi đến cái chỗ mà áp phê á thì nó mới cảm thấy thích thú. Chứ nếu mà không có cái chua chát để làm nền móng á thì khi mà mình đến cái niềm vui an lạc thì mình cảm thấy coi chừng nó bị yếu ớt, nó không được vững chắc. Hiểu không? Đó. Nên mỗi một người á biết cách hưởng thụ. Người uống cà phê, người uống đá chanh thì chúng ta nên có cái cảm nhận của cái lý thú của mình. Ví dụ anh thích uống cà phê thì anh uống cà phê. Mà anh thích uống đá chanh thì anh thích uống đá chanh. Anh làm sao mà giữa anh uống cà phê với anh uống đá chanh ngồi với nhau trong bàn mà cùng uống cái hương vị của mình đi thì được rồi. Đúng quý vị. Giống như quý vị ngồi nghe chia sẻ Phật pháp gì này, mỗi người có sự lãnh ngộ khác nhau. Có những người thì họ tâm đắc ngay cái tâm tư họ. Có những người thì họ cũng tâm đắc mà ngay cái ý nghĩ của họ. Người ý nghĩ, người tâm tư ngay cái tâm tư á, này phát lên tâm đắc. Mà phát tâm đắc thì họ hô hào, họ thích thú dữ lắm. Tâm đắc mà quý vị. Nghe không? Nó. Còn có những người thì ta đang suy tư. Ta ngồi nghe pháp mà ta cũng đang suy tư. Thì người ta suy tư thì người ta không có bằng cái người tâm đắc. Suy tư mà. Nào. Nên những đức nghe, mong quý vị nghe pháp nên tâm đắc chứ đừng suy tư. Hiểu không? Thì nhớ nè, một con người mà thường suy tư á, họ nó làm cho thần kinh bị mệt. Suy tư mà. Thấy thấy suy tư không? Thấy không? Suy tư. Hoặc là tâm tư. Tâm tư mà quý vị. Tâm tư là tâm cá nhân buồn phiền là tâm tư à, còn mình là tâm đắc đó, là nghe pháp từ tâm và nó có lãnh ngộ nên gọi là đắc. Hiểu chưa? Người ta thì ngộ thâm nhập cảnh giới, còn mình nghe câu nào ngộ ngộ mình lấy. Ngộ có khác nhau. Ngộ có thượng trung hạ quý vị. Chúng ta là ngộ hạ hạ.
câu nào hay hay thì mình vui, mình tâm đắc. Còn thấy cái gì ngộ ngộ mình giác chia. Hiểu không? Tùy sự lãnh ngộ quý vị mỗi người thôi. Đó. Nên đó là cái lý thú của mình khi đi đến đây đó nghe. Quý vị cứ nghĩ đi nè. Cuộc đời của người á, cả từng ở ngoài đời có bao giờ mà được á, thoải mái mà cười vui gì đâu. Cả từng lễ ở nhà chưa được gì á. Bây giờ có một buổi vô đây mà không chịu cười nữa thôi vừa tội à. Vừa cái tội của quý vị. Cái tội quý vị mà lại không chịu cười ở nhà nên vô đây cười không được. Hiểu chưa? Phải chi ở nhà mà cười lê rai đi vô đây cười liền à. Ồ. Nó nên quý vị biết rằng á, mai mốt á, mỗi người quý vị, nếu ai mà là gọi là chủ nhật mà thường đi nghe pháp gì nè, bây giờ những đức đưa lên cái kế hoạch quý vị là bây giờ á, mỗi người nên làm một cái tên của mình đi. Cái đó là những đức thấy đẹp nhất. Nó không có cái này cái kia tùm lum tùm la trên cái chỗ ngồi, hiểu không? Nó một người xin giùm cho người thì được. Chỉ có người xin cho người thôi nghe. Nó đó thì bây giờ á, cái chỗ ngồi nào có tên người ta thì thôi mà đừng có đụng vô vậy thôi à, thấy không? Mình có quyền chọn lựa chứ mình không có cần đấu tranh. Hiểu quý vị? Chọn lựa chỗ của tôi mà. Chứ tôi đâu có đấu tranh với ai đâu. Chỗ nào có của người ta rồi thì thôi, tôi ngồi chỗ khác. Có gì đâu à, bình thường. Bình thường có gì đâu. Nó thật sự mà nói chúng ta nên chấp nhận. Giống như một người, người ta cái phước duyên người ta được ngay trung tâm thành phố. Còn có những người, người ta cũng ở thành phố mà người ta ở ngoại ô thì sao? Không lẽ tối ngày ở ngoài ngoại ô đi buồn người ở trong trung tâm thành phố? Những đức nói bà già bà cười vui ghê. Anh thấy chưa? Làm gì làm biết mà người ta già mà người ta vui vậy là ngon rồi đó. Hiểu không? Hiểu không? Mình nghĩ đi quý vị. Có những người thì người ta ở mặt tiền, có những người thì người ta ở trong hẻm. Đó là số phận mọi người thôi. Hiểu không? Cái đặc biệt của quý vị là quý vị chấp nhận cái chỗ quý vị đang có. Hay nhất quý vị đang chấp nhận cái chỗ quý vị đang có là hay nhất rồi. Đó. Ngồi ở đâu thì cũng được nghe pháp, nhưng mà quý vị nên chấp nhận cái mà mình đang được. Nhớ kỹ nghe. Nên quý vị thấy có khi người ta ở thành thị mà người ta ở những cái khu trung tâm, nhìn thì nó trang hoàng, nhìn sơ qua thì quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà không khéo ngay trung tâm, nó lại có kiếp nạn ngay trung tâm. Hiểu không quý vị? Ví dụ như nếu mà mình hiểu á, thì mình được ngay trung tâm mà nơi phồn hoa đô thị, thì mình thấy mình có phước, nên mình cố gắng mình thương yêu giúp nhau để mình tu phước duyên, để cái trung tâm của mình nó được bền bỉ lâu dài. Hiểu chưa? Còn cái nơi mà ngoại ô nó thưa thớt á, thì dân cư ít, nên sự đấu đá nó ít. Mà sự đấu đá nó ít á, thì cái nơi đó nó lại ít xảy ra kiếp nạn nhân sinh. Hai quý vị để ý nghe. Tùy mình thôi à. Nếu như mình biết bảo vệ thì mình ở nơi nào mình bảo vệ nơi nấy. Chúng ta cùng bảo vệ chung để chúng ta cùng sống. Đó là sự đoàn kết thông minh. Đoàn kết thông minh quý vị. Quý vị nhớ nè, sự sống của chúng ta không có ai mà là cá nhân để tồn tại. Chúng ta đều phải nương tựa để tồn tại. Như một khu rừng không thể nào một cái cây nào nói rằng tao là bá chủ, tất cả mấy cái cây kia mày dẹp hết cho tao, đúng không? Gió thổi lên có mình chịu, với giông gió mình ngã hay sao?
Nên bản thân chúng ta dù là mình mạnh nhưng mà mình cũng để cho những cái cây xung quanh nó được mọc để nó che gió bớt mình, che gió để mình đỡ bị bão tố. Nên con người sự sinh tồn là phải cần cái tâm của mình đoàn kết. Sinh tồn đoàn kết, đoàn kết mới sinh tồn. Hiểu chưa? Đó. Bây giờ chị em mà cùng ngồi nghe pháp này chỉ cần vui vẻ thôi, mình hòa hợp, mình vui thôi, thì tự nhiên mình ngồi mình nghe pháp mình cũng cảm thấy lý thú nữa. Đúng quý vị? Bây giờ như Đức hỏi quý vị này, quý vị ngồi nếu mà gần với một con người mà hai người ghét nhau, mình cười mình quay lại nhìn cái mặt nó làm nè. Cười như tao. Đúng không? Mày nhìn thầy mày cười đi, mày cười với tao. Xong cái đầu mình cười thì mình phải quay tới quay luôn, mình coi có người ta có cười với mình không. Thường là mình cười mình không có chịu nhìn thẳng cười đâu, mà mình phải nhìn hai bên có người ta có cùng cười với mình không. Mà mình cười nó cũng cười, mà chỉ có nhìn ông thầy cười, nhưng mà nhìn qua nó làm nè, mày nhìn mấy người khác nhìn mình tao không có vừa bụng, mày nhìn tao cười. Cho mày biết là tôi nhìn thầy cười chứ tao phải cười với mày đâu, nghe không? Mày thấy phiền phức chưa? Nên đoàn kết mới cùng cười. Nên mình hòa tận thì mình ngồi cùng nghe pháp mình cười, mà mình còn có thể xô qua xô lại, mình đụng với nhau. Còn bây giờ mình không thuận với nhau, mình cười mình đâu có dám đụng nó. Mình đụng nó một cái là nó quay lại nó nghinh mình, mình nó quê. Quê mà vô duyên quá. Cười thì đụng tao à. Chưa, thấy khổ chưa? Mở rộng ra là ở cùng một xóm, từng căn nhà. Không thể nào mà chúng ta chỉ biết căn nhà mình mà với nhà kế bên mà không thuận mà yên được. Quý vị mà sống cùng với những cái nơi nào mà hai nhà mà bất hòa là quý vị cảm thấy bất an. Bất hòa là bất an đó quý vị ơi. Hiểu không? Ví dụ như mình có đi đâu xa mà nói anh ba ơi coi nhà giùm em một chút, nhìn nhà giùm em một chút. Bữa nay em có công chuyện mấy đứa nhỏ nhà không à, anh chị tới lui lui coi giùm mấy đứa nhỏ giùm em. Nhưng bây giờ bất hòa rồi thì mình đi mình tranh thủ về, mình sợ mình đi đâu rồi lỡ ở nhà có chuyện gì thì sao, vì cái nhà kế bên nó ghét mình. Hiểu không? Bất hòa là bất an. Hiểu chưa? Nên mình khôn khéo á, mình lấy cái tư tưởng người xưa mình sống. Mình có cái gì món ngon mình đem lại cái nhà kế bên, mình cho hai ba căn lăn cặn kế bên đó đó, mình cứ cho đi, mình cho với nó tạo cái mối ăn tình, sau này nó hòa thuận thì mới bình an. Hiểu chưa? Đó là khôn sống á. Khôn sống, khéo sống. Thấy không? À, thì tốt cho mình chứ không có gì chân á. Quý vị thấy nghe những điều nhà Đức chia sẻ, quý vị thấy nó gần gũi nhân sinh quá trời luôn. Thấy không? Đi đến đây nghe đi, già trẻ bé lớn gì cũng được lợi ích chứ. Đó. Có cái bà đó, bà có bầu. Mà đi siêu âm là gái, mà chồng bà thì muốn con trai. Thì bà gặp Nhà Đức, bà nói chuyện. Nhà Đức nói con trai gái gì cũng con mình, nhưng mà con người ta chồng thì nó cũng muốn cái ý nghĩ của người ta. Thôi bây giờ thì mình cứ cố gắng cầu Phật Bồ Tát gia hộ, thành tâm thành ý tu hành để mà nghĩ đến như vậy thôi. Trước nhất là nhân sinh đi. Không? Đó. Có những cái mà khoa học người ta đã kiểm định không có ra nổi. Có những cái điều mà vi diệu trong Phật Pháp không có khoa học kiểm định được. Có. Giống cái đứa bé mà Nhà Đức thường kể, hai đứa mà sinh đôi mà bác sĩ nói là bị bại não, dị tật, kêu bỏ đi. Mà bà mẹ bà nghe Nhà Đức giảng, bà nói bà hiểu, nó chưa chết thì không bỏ. Thì bà cố gắng bà niệm Phật, bà nghe Pháp, tu thiện tu phước, làm nhiều việc tốt, mang tâm thiện hoàn toàn,
thành tâm thành ý, rủ thêm nhiều bạn bè tu tập để mà cầu nguyện cho hai bé trong bụng, thành tâm thành ý. Khi sanh ra thì bé trai bé gái không có dị tật gì hết, đẹp lắm, rất đẹp, đẹp hơn những đứa bé bình thường, khôn hơn những đứa bé bình thường luôn, không dị tật chút nào. Thì quý vị bé thấy người ta siêu âm rõ ràng luôn, vậy mà cuối cùng sanh ra vậy nè. Tại vì trong bụng thì nó chưa ra mắt công chúng. Đã là chưa ra mắt công chúng thì nó có sự chuyển biến tự nhiên. Hiểu không quý vị? Còn khi mà nó ra khỏi cái bụng á thì nó sanh duyên, sanh phước từ hình tướng đó. Nhớ nghe. Chứ bây giờ á đã sanh ra rồi nó cục cái chân mà niệm Phật mà nó mọc cái chân thì cái chuyện này nó kinh khủng quá, không có làm được cái chuyện kỳ cục gì được, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng mà cái cục chân của nó, nhưng mà nó sanh lại duyên khác, duyên phước của nó thì nó cục chân mà nó lại có cái tài khác thì sao? Nó tuy nó lé nhưng mà nó có tài của lé, nó cục tay nhưng có cái tài cục tay cục chân, nghĩa là nó có thể tu phúc báo thì nó sanh ra những cái giác quan khác của nó. Nhưng tàn tật là phải tàn tật, nhưng cái tâm của nó thì nó không khổ với cái chuyện tàn tật. Cái này này mới là cái hay của Phật pháp. Còn trong bụng thì còn có thể chuyển hóa, trong bụng thì chuyển hóa. Tại vì sao? Vì chưa có ra mặt công chúng. Thì dù có siêu âm đi chăng nữa, cái đó cũng là một cá thể nhìn. Thì cái sự chuyển biến của phước duyên bình thường chuyển biến được. Thì siêu âm là con gái mà cuối cùng bà tu tập bà sanh ra thẳng trai rõ ràng. Nào, nó thì cái phước duyên nó chuyển biến thôi, có gì đâu khó. Nên từ nơi đó mà nó có nhiều cái mà khoa học không lý giải nổi trong Phật pháp, những điều kỳ bí kỳ diệu nằm trong Phật pháp hay lắm. Nhưng mà cái đức tin nó phải cao, quan trọng là đức tin. Mà cái đức tin đó là do từ ngay người mẹ tu vậy mà nó chuyển đứa con luôn, ghê chưa? Vậy thì đứa con trong bụng quý vị có thể nó sanh ra nó là người thiếu phước, nó sẽ khổ đau, nó sẽ nghèo nàn, nó sẽ không thông minh. Nhưng mà nếu một người mẹ mà nhìn tốt, nghe tốt, nói tốt, vui vẻ quan hệ, tu nhân tích đức trong lúc mang thai thì sanh con ra là thiện lành chắc chắn 100% luôn, thiện lành. Được điều đó, nếu quý vị nghe gì mà quý vị không làm thì đúng là tội nghiệp quý vị quá. Con mình thương quá trời mà tại sao mình không làm điều đó? Mình làm cha làm mẹ là mình thương con mình nhất. Mà mình chỉ là biết thương cái hình ảnh bên ngoài, mình không biết thương cái tâm thức của con mình bằng phước duyên. Mà phước duyên á thì nó mới giúp con mình thành tựu sự nghiệp của cuộc đời. Quý vị. Nên lúc mình mang thai á, mình đừng có sát sanh hại vật, mình tẩm bổ bầu thai. Vì do cái bầu thai này mà nó giết nhiều súc sanh, là do đó mà nó tạo ra nghiệp chướng, thấy không? Rồi bản thân của mình khi mang thai, mình đừng có mang cái tâm là ghen tuông, tức tối, bực dọc. Vì cái tâm đó của mình nó âm hưởng đứa con, nó làm cho đứa con bị xấu xí đi đó. Có những cái điều mà quý vị quá tức đến mức mà con quý vị bị đuôi mắt, hoặc là què chân, gãy cẳng. Tại vì cái tâm con người nó có thể phá thành lị, cái tâm con người nó có thể hủy hoại quả địa cầu này luôn. Cái tâm con người là kinh nhất mà. Quý vị bây giờ quý vị ngồi trong đây một lượng người này là một lượng tâm thiện, quý vị cảm giác cái từ trường bình an. Nhưng nếu quý vị ngồi trong cái lượng con người này, nguyên một vàng người này, mà người nào cũng cầm dao hết, người nào cũng cầm dao lên và đều mang một tâm giết, quý vị ở trong đây thử coi, nếu quý vị mà yếu té tại chỗ chết liền. Từ trường thôi có thể làm quý vị mà đứt máu, găng máu, chết luôn tại chỗ. Vì một cái âm hưởng của cái tâm bất thiện kinh quá. Nó vậy thì bây giờ cá thể một người mẹ đang mang thai mà tức chồng, giận chồng, ghen chồng, bực dọc, tức tối, thì cái chất độc của người mẹ nó làm ảnh hưởng của đứa con vô bụng. Thì con vô bụng yếu hơn mình, nên cái sức đột phá của mình là ảnh hưởng đứa con vô bụng, què tay, nó cục chân, hoặc là mù mắt,
hoặc là câm ngọng, điếc, sanh ra bị bại não, bại tật, là do gì? Cái tâm thức người mẹ ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đứa con là cái nghiệp chướng sanh đến, nhưng mà nó có thể nhờ người mẹ thiện tâm để chuyển hóa được mà. Cái câu này quan trọng dữ lắm nha. Câu này TikTok nên cắt ra đó, để cho người ta nghe 10 phút đó. Đó rất là quan trọng để mà gọi là dưỡng tâm để sanh con thiện. Ai mà không muốn con mình thiện? Bây giờ một đứa con mình nó sanh ra khù khờ, ú ớ, ai mà không muốn bao giờ không? Nó nên đừng bao giờ đổ tội hoàn toàn cho con tạo nghiệp chướng nha. Một phần rất lớn là do cha mẹ là nhân địa đấy. Chứ không có giỡn đâu, nhân cái nhân tạo. Mà bây giờ mình nghe đạo mình biết tu rồi, khi vợ chồng mình sống nhau mà có mang thai á, thì mình nói với chồng mình là em nghe thầy giảng em hiểu rồi, em đã có thai rồi, anh đừng có gần gũi với em nữa. Đừng có gần gũi nữa. Vì gần gũi một lần là nó trúng độc một lần. Đứa con mình trúng độc á, nó bị gần gũi một lần là con mình trúng độc một lần. Mà người ta không hiểu là người ta làm cho đứa con bị trúng độc á. Nó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Tránh ở chỗ đó. Đó là người xưa dạy rất rõ ràng luôn. Lời Ấn Tổ, trong sách của Ấn Tổ có dạy hết chứ. Thấy không? Cái điều này quý vị nên á, dạy con cháu. Tại vì mình muốn con cháu mình thiện mà, và tương lai con cháu mình tốt. Mình đừng có làm điều đó hại con cháu mình, tội nghiệp nó. Thấy không? Thì nó trong bụng mẹ. Bây giờ đứa bé nó trong đó mà vợ chồng mà gần gũi nhau là độc nó bao quay là cái đứa bé đó. Thịt da đứa bé bị trúng thương, trúng độc. Không có giỡn đâu. Nên đó là cái tác hại cực kỳ lớn luôn. Mà nhiều người trong xã hội này người ta tuổi trẻ không có biết đâu quý vị. Phải nghe pháp, biết tu nó lợi ích lớn dữ lắm. Nên cái thiện tâm của mình ảnh hưởng quả địa cầu. Cái ác tâm của mình làm tổn hại quả địa cầu. Nên mới nói rằng một cái thiện tâm thôi lượng tận hư không. Một cái ác tâm thôi lượng tận hư không. Nếu như bây giờ mà đa dạng con người này mà phát thiện tâm, thì hiện tại cái quả địa cầu chúng ta đang tưới tẩm mát mẻ. Mà nguyên một dạng con người này mà phát ác tâm, thì quả địa cầu chúng ta nó bị tổn thương. Mà quả địa cầu mà bị tổn thương, chúng ta bị ảnh hưởng vì mình sống trong quả địa cầu. Nên cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình hại người là đang hại mình, vì mình đang cùng sống trong một quả trứng. Hãy nhớ kỹ nghe. Ví dụ như giờ mình ở trong bụng mẹ hai đứa, mà một đứa thì nó nằm im, một đứa thì nó đâm bụng mẹ. Mày đâm bụng mẹ thì bản thân mày cũng chịu à. Thì giống như mày phá địa cầu, quả địa cầu thì mày cũng chịu à. Tại vì mày cùng với tao ở trong cái trứng. Quả địa cầu là một cái trứng mà, trứng tròn mà. Bây giờ mình ở trong đó mình phá hoại quả địa cầu là phá hoại mình đó. Mình phát tâm ác là đang phá hoại quả địa cầu. Mình chỉ biết nhà mình biết mình mà không biết người xung quanh. Mình có thể hốt rác nhà mình mà đổ qua nhà người ta, bứt rác vô cửa nhà người ta. Cái tâm này là cái tâm mình là tâm ích kỷ nhỏ mọn. Như đặt lại mình, nhà mình mà bị người ta liện rác với mình có chịu không? Không bao giờ chịu. Nó. Rồi giờ của cải của mình mà bị người ta lấy mình chịu không? Vậy thì mình sẽ không bao giờ đi lấy của ai. Tại mình đâu có bao giờ đồng tình được cái việc của cải mình mà để người ta lấy. Mình làm ra cực mà người ta lấy, mình tức lắm. Như vậy thì mình nên nghĩ cái điều này để đừng lấy của người ta. Như vậy thì mỗi con người đang sống trong một cái thế giới hòa hợp, tốt đẹp, vui vẻ. Đúng không? Chứ vậy biết rằng một cái đoàn thể, một tổ chức, một người lãnh đạo mà có tầm nhìn sâu sắc, tâm lượng lớn thì nó mới phát triển được. Ví dụ như chùa mình, cái việc máy nghe pháp, máy niệm Phật, cái nghĩ của những đức, nếu những đức không có cái nghĩ này thì làm sao mà nó phát triển mạnh đến mức này. Ngày xưa nó chỉ một phạm vi nào để phát triển, thấy không? Nó dồn gì hết chùa mình luôn. Những đức nghĩ ra thì một số người bên cạnh những đức nói rằng uổng quá, này kia rồi tầm bậy, tầm bạ. Tâm lượng họ hẹp hòi quá, không có mở rộng được cái việc. Phạm vi của họ không mở rộng ra. Có những người hỏi nhân đức, máy nghe pháp, máy niệm Phật của thầy bây giờ phát triển quá mạnh, thầy có đặt nhiều cỡ nào thì cũng không có đủ để cung cấp. Nhân đức nói rằng Phật tử mà về chùa tu hành, nhân đức rất là mong muốn sao?
cho quý vị có thêm cái nguồn kinh tế cho quý vị. Vì chúng ta tu hành nó phải có kinh tế, nó mới tu được. Nếu như mình tu mà mình không có kinh tế gì chứ sao mình tu đấy. Nên những đức trước nhất là dạy bị vui vẻ, an lạc nội tâm, thì bị làm ăn nó mới phát đạt. Đúng không? Này là cái gốc chính. Hai là những đức cũng tạo một cái số nhân duyên nào đó phù hợp, để cho người ta cảm thấy rằng đi tu mà người ta cũng phải có điều kiện tiện bề ta đi tu. Chứ khó quá làm sao đi tu đây quý vị. Nên chùa mình những đức biết cách. Nên quý vị thấy không, những đức ở có một nơi mà những đức cùng quý vị câu thông với nhau, để quý vị ở bên ngoài lo cái chuyện rủ người ta đi tu, rồi những đức chỉ quý vị thuê xe dẫn người ta đi tu, quý vị thấy chưa. Cái này là ít điểm chùa nào mà phát triển mạnh đến mức này. Công nhận không? Đó gọi là vừa tu hành mà vừa có cái đầu kinh tế nhìn nhận. Bây giờ 2.000 người thì không có kinh tế sao sống đây. Bởi vì về đây ào ào, những đức không có kinh tế sao những đức lo. Mà những đức không có kinh tế sao mạnh dạng nói chuyện. Nhiều mặt đi độ sanh nó phải kết hợp kinh tế quý vị ơi. Mà thiếu cái đầu kinh tế chịu thua chịu chết rồi. Thầy cứ ngắt. Thầy này là chỉ biết chùa chiền, không biết cái gì là kinh tế xã hội. Thua rồi. Mà xã hội mà không có kinh tế sao tu. Mà người ta không có kinh tế lấy tiền đâu cúng cho mình. Trời ơi. Phải không? Vừa nghĩ kinh tế cho chùa mà vừa nghĩ kinh tế cho người ta, phải chỉ dẫn người ta. Nên nhà đức chỉ dẫn người tu người ta được lợi ích rất là lớn. Nhiều người người ta làm ăn được nữa. Phát đạt. Quý vị thấy chùa chiền mình không? Nội mà thứ bảy mà Phật tử mà toàn là đi xe này xe nọ đến quá trời, là biết Phật tử chùa mình không có đến nỗi quá nghèo. Hiểu không? Bây giờ như đức hỏi quý vị nè, chúng ta cùng giàu thì chúng ta sẽ giàu thêm. Còn nếu bây giờ ai cũng nghèo hết trơn, mình giàu nổi không? Mình cứ cho nó ăn không, nó không cúng lại lấy gì có đâu cho ăn. Thấy không? Phải chỉ người ta giàu. Thế giới cực lạc gì sao mà ta muốn gì? Vì thế giới cực lạc gì? Cực lạc giàu. Thế giới cực lạc giàu nên người ta mới muốn gì. Chứ nếu thế giới cực lạc nghèo như cõi ta bà này gì chi? Đúng không? Đó. Nên có nhiều người tu mà tâm lượng mình chưa có mở rộng. Mình mà thấy chùa độ sanh mà chùa khá giả thì mình mừng cho chùa đó. Tại vì khá giả mới dễ độ sanh. Đúng quý vị. Ngày xưa chùa không cần chùa lớn, là vì cái phạm vi của ngày xưa là cái thờ chinh chiến khổ đau cực nhọc, của đâu cúng dường để xây chùa to Phật lớn. Còn cái thờ cuộc đây là thờ cuộc phát triển của xã hội, chùa phải theo sự phát triển đó để xây chùa lớn Phật bự. Hiểu không? Cái tầm nhìn của người ta bây giờ là tầm nhìn phải to. Như vậy thì con người mình tu hành, cảnh giới mình cũng phải phù hợp theo cái đó. Từ khi mình không có duyên, không có phước thì thôi, mình không có kèo này chi. Có duyên có phước thì mình cứ làm đi, hoành tráng lên. Đừng có nói rằng bây giờ mình có nhiều người ta không hiểu, ta nói xã hội bao nhiêu con người khổ xây chi mà chùa co, to Phật lớn gì. Nhờ chùa to Phật lớn mà chúng sanh có cái điểm để nương gỡ nội tâm buồn phiền. Hiểu không? Giờ ngôi chùa nhỏ quá mấy người vô ngồi. Bây giờ nguyên một cái vàng quý vị, nếu hòa thượng không xây cái chánh điện bự này, vị ngồi đâu mà cho hết. Đúng không? Đó. Ấy nghĩ cho thông suốt kìa. Mình phải nghĩ Phật giáo làm sao mà mình nghĩ theo cái thời đại phát triển á. Vậy thì Phật giáo nó mới đi vượt thời đại. Còn mình đi lùi lại ai tiếp nhận quý vị? Hiểu không? Những đức là một ông thầy chia sẻ Phật pháp đơn giản, vì hãy nghe thật là kỹ nghe. Đó. Đơn giản mà lo cho 2.000 người. Mình ở nhà mình có 2-3 người muốn le lử. Mình tạo bao nhiêu công ty xí nghiệp thì gom tiền về lo có 2-3 người. Tôi có tiền càng nhiều thì tôi lo cho người ta càng nhiều. Đúng không? Vậy mà không biết đưa tiền nữa là thua. Quá dại. Gặp ông thầy em chịu chơi cũng lo cho người ta mà. Sợ gì? Bây giờ mình có tiền mình cũng không biết lo cho người ta làm sao nữa. Bây giờ mình đưa mình lo cho người ta, còn có khi người ta nghi người ta sợ.
Tại mình là người bình thường, mình lo, ông có ý gì ông lo cho tôi. Vì thế gian tự nhiên cầm đồ cho người ta, ta nói ý gì, gạt ta phải không, phải bùa phải không. Nhưng ông thầy cho không nói được gì chứ á, còn nói cái lộc nữa chứ, thấy không. Nên có gì đẹp đẹp đồ mua đem đây đưa Đức cho giùm, cho Đức cho thấy. Trời ơi, tôi mà đưa ra cái ai người ta cũng nói lộc của thầy cho, phải không. Thì bây giờ của quý vị không cần cái danh đó, nhưng cái phước đến với quý vị. Tôi nếu chấp cái danh tôi cũng bị tổn phước à. Nó có được lợi ích gì đâu, nhưng mà làm thì vì người ta thôi. Nói quý vị nghe Phật pháp vậy, quý vị thấy thông cái tâm chưa? Tâm nó thông gì đâu, thấy không. Mỗi một con người tu hành, người ta có một cái tâm phát ra. Có những vị thầy muốn xây một cái tượng Phật thiệt là to, thiệt là cao để làm chi? Cái tâm nghĩ người ta mình có hiểu đâu. Người ta nghĩ rằng cuộc đời người ta phải làm một cái gì đó, tôi không có làm lớn như ông đó. Nhưng mà tôi mong tôi làm được một pho tượng Quan Âm mấy chục thước vậy đó, để lại cho nhân loại về sau. Ta nghĩ vậy thì người ta làm vậy thôi. Cái điều đó thiện. Còn mình ngoài đời dù giàu cỡ nào giàu cũng là một căn nhà của mình. Rồi xong tới đời con mình, có khi con mình chưa chắc nó giữ được căn nhà. Còn thầy này ông phát cái tâm là ông gom của chúng sanh là ông làm một pho tượng thiệt cao. Cỡ nào thì ông cũng nghĩ cuộc đời ông cũng làm được một pho tượng cao như vậy cho nhân loại. Tâm của ông nghĩ vậy đó quý vị. Cái nguyên lý này mình không có hiểu nhau đâu quý vị ơi. Nên mỗi một con người chỉ cần người ta làm một điều thiện gì đó, chắc chắn người ta cũng có cái nguyện lớn như lắm, người ta mới làm được điều đó. Như xây chùa chiền như hòa thượng mình thì cũng phát nguyện lớn lắm, nhiều đời nhiều kiếp mới xây được. Mình có khi xây một căn nhà mà bao nhiêu năm mình còn chưa xây được, nhưng mà thượng lôi gắm xây hoài mà không có tiền không xây. Thì đâu cũng Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ đưa người đến, đưa tiền cho mà xây, vì người ta mà. Giờ mình vô mình coi hòa thượng cũng nằm cái đơn thôi, không xây nhiều chi vậy. Thì tương lai người ta cũng ngủ, người ta ở, người ta tu. Nên Phật Bồ Tát nhìn ra cái nơi đó sẽ có người, nhiều người ở, nhiều người tu, thì kêu người đem tiền lại đưa cho hòa thượng xây. Thấy không. Nên từ nơi đó mà mình á, chùa nào mà tu hành đông người mà chùa đó mà phát đạt thì mình mừng giùm. Còn vị thầy đó, người ta chấp nhất cái gì thì kể người ta. Chỉ cần người ta có điều kiện để người ta giúp chúng sanh được là tốt rồi. Người ta chấp bao nhiêu, người ta xả bao nhiêu kệ người ta. Còn hơn mình có giàu cỡ nào cũng hai vợ chồng với đứa con làm được bao nhiêu việc, đúng không? Suy nghĩ kỹ đi quý vị. Mỗi một người hãy mạnh dạn suy nghĩ sâu sắc tư tưởng đi. Ví dụ như nhiều ngôi chùa với thầy người ta cũng đâu phải thiếu tiền vậy đâu, nhưng mà người ta cũng làm nhiều việc kinh khủng lắm, không giỡn đâu. Nên đó là cái điều nó đã quá đặc biệt rồi. Nhưng nếu mà cầm tiền mà làm mà tròn vẹn hết lòng được thì cái nhân cái quả đó quá tốt. Còn nếu như mà mình tu mà mình còn bị vướng mắc tiền bạc vật chất thì bản thân chúng ta phải chịu cái quả báo của chúng ta thôi. Cái chuyện này mình đã nghe pháp đọc kinh rồi mà mình không hiểu thì mình phạm phải, thì cái đó là nhân quả tự mình dính. Nếu mà không có phước thì thật sự cũng không có tiền đâu. Nó từ ngay có phước lắm nó mới cầm được đó, chứ không có dễ cầm đâu, đúng không? Nó nên quý vị biết rằng tu học làm sao mà nó cởi mở cái tâm ra, nó thông tình đạt lý, rồi con người mình nó mới an lạc vui vẻ. Tôi ngày xưa tôi chia sẻ Phật pháp vì cũng thích, nhưng mà cái phạm vi của tôi nó cũng nhỏ. Nhưng từ từ càng ngày vì thấy tôi mở rộng nó hết hoàn toàn, tôi thấy sao cũng tốt nhỉ. Tại vì tin nhân quả là tốt mà. Thiệt, tin nhân quả là tốt mà. Bản thân của chúng ta lấy được người chồng, mình cũng đẹp chứ, có học thức nữa, mà không biết thì sao, cái lúc mình lấy thằng chồng mình lại không nhìn ra được. Mà khi lấy rồi mới thấy thằng chồng nó xấu ê hề. Cái bà nó nói rõ ràng, với lại nó nói những đứa, nó nói con xin thỉnh hỏi thầy, cặp mắt con rất là sáng cho thầy, con rất có học thức luôn thầy ơi, nhà con giàu luôn thầy, mà không biết tại lý do gì mà cái lúc con lấy chồng con có quyết định con lấy người chồng này, mà khi lấy về xong thì con càng nhìn ảnh con thấy càng thấy xấu. Viết mà thầy biết rằng có khi mà nằm ngủ chung á, con giật mình thức dậy con nhìn ổng con thấy con ê hề, con chán nản đến mức không tưởng tượng được. Mà bây giờ bỏ thì không đành, nó có lương ương vậy mà con mấy năm nay con buồn khổ quá.
con thấy nản lòng còn hơn cái gì. Con nghe bất chợt được nghe thầy giảng trên YouTube vô gì cho nó. Rồi con thấy thầy giảng bộc bạch thoải mái quá. Con lợi con xin thỉnh hỏi thầy, thầy cỡ nào cũng có những lời chia sẻ cho con cỡ mở tâm tư. Thì những đức nói rằng nó có duyên có nợ. Lúc mà cái duyên nó đến với cô, với chồng, thì cô thấy ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà khi nó kết duyên vô rồi thì nó sanh ra nợ. Và trong cái nợ nó có thuận nợ, nghịch nợ, hiểu không? Thuận nợ thì thấy thương vô cùng, mà nghịch nợ thì nợ nó câu thúc nhưng mà thấy ghét vô cùng. Có không? Đó. Nhưng mà giữa cô với chồng cô á, những đức nói thiệt là cô không có bỏ người này được. Thì bà nói sao thầy biết? Những đức nói rằng là một là ổng hiền, ổng xấu mà ổng hiền. Hai là chưa bao giờ ổng dùng một lời gì xúc phạm đối với cô, đúng không? Anh nói ủa sao cái gì thầy cũng biết hết trơn à? Nó không phải biết mà là đoán được thôi. Đoán được. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, đã xấu rồi còn không biết thân phận nữa sao? Đã xấu quá rồi mà vừa được vợ đẹp mà còn không biết trân quý sao, mà còn chữ mắng nó để nó bỏ hả? Chỉ cần mình chữ mắng nó thì đó là cái đầu mối để mà nó khỏa mình. Tại vì sao? Vì nó nói tại mày xấu mà còn chữ tao nữa, tao bỏ. Hiểu không? Nên bây giờ á, ổng xấu, ổng hiền, ổng biết thân phận, ổng thương cô, ổng chiều chuộng cô, đi làm gì có khi ổng còn pha cà phê cho cô uống nữa, đúng không? Cô nói trời sao cái gì cũng thầy biết hết trơn vậy thầy. Cô không nghe người xưa nói sao? Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ dùng, đúng không? Bây giờ cô mà bỏ người chồng này là cả đời cô cũng không được bình an nữa. Tại một là duyên mà nợ nó câu thúc cô với chồng cô. Nhưng thôi cô ơi, cái hình thức nó có xấu một chút, nhưng miễn trong bụng nó được là được rồi. Hiểu không? Cô nên chấp nhận đi. Nếu cô càng chấp nhận thì cô sẽ thấy ảnh hoàn toàn dễ thương. Tại vì cô không nhìn tổng quát đó, cô chỉ nhìn khía cạnh nè. Cô đi ra ngoài làm ăn, cô kinh doanh, cô giàu, cô nhìn được nhiều người đàn ông cao ráo đẹp. Cô nghĩ rằng những thằng đàn ông cao ráo đẹp đó là nó mới phù hợp với cô. Nhưng mà nó cao ráo thì nó cũng nghĩ cái cao ráo mà cô. Hiểu chưa? Nhớ kỹ, bản thân mình là người học Phật, người phải khôn ngoan, có trí tuệ. Người ta mà xứng lứa với mình thì người ta có gì người ta cũng kênh với mình. Nhưng người ta thấp hơn mình, người ta có thể thấp hơn mình vài nhem, thì người ta hạ hơn mình vài nhem. Hạ hơn chút thì mình sẽ cao hơn người ta, ngon hơn. Hiểu không? Chúng ta đừng nên chọn cái địa điểm cao quá. Mình chọn địa điểm cao quá nó có cái giá đặt vào. Tự mà nhìn nhận sâu sắc. Hiểu chưa? Ta được được một người chồng hiền thương lo thì mình phải cảm thấy hãnh diện. Hãnh diện. Bây giờ cô đi tìm đi, cô đi hỏi nhiều bà mà có chồng đẹp trai đi, bà có cái sung sướng hay khổ? Nó đi đâu một chút là bà sợ muốn chết mồ. Hiểu không? Đi đâu một chút là mấy bà lo rồi. Hiểu không? Bây giờ thằng này xấu quắc, mấy bà bỏ đâu cũng ai nhìn chứ. À, đúng ra mấy bà phải kêu tục tưng tục tưng tục tưng. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Thật sự quý vị, con người sống trong cái cuộc đời này bị khổ là do ích kỷ mà ra không à. Hiểu không? Ích kỷ mà ra. Đến với nhau là vợ là chồng rồi mà buông ra cái là lo là âu là do ích kỷ mà ra. Cái cảm giác và niềm vui muốn duy trì mình không à.
chứ không có muốn cho ai chứ. Rồi nghĩ ngợi lu bu lộn xộn, nghĩ rằng cái niềm vui cảm giác đó là của mình, không có được chia cho ai, nên sợ đem chia cho người khác. Chứ thật sự thì nó cũng là nó thôi. Dù nó có đi đâu, nó muốn cái gì thì nói gì, nó cũng là như vậy thôi. Hiểu quý vị? Tâm vị sẽ tự mở rộng ra hết rồi. Mở rộng tâm ra hết trơn. Tự mình làm khổ mình thôi. Tự nhiên mình ngồi ở nhà mình đi âu lo, đi ghen. Ghen không bằng dạy người ta. Dạy cho người ta nên người nó vẫn đặc biệt hơn đi ghen. Ghen là một hành động bó buộc. Đã là bó buộc thì nó muốn mở dây nó chạy. Nó mà mở được thì đố mà nó quay đầu. Mình mắc chồng mắc vợ cũng do bó buộc mà sanh ra. Thiếu lòng tin. Thấy chưa? Ví dụ như giờ chúng ta sống bên nhau đi, chúng ta chỉ cần cho nhau những điều hạnh phúc tốt đẹp, cho nhau những cái bình an. Quý vị có thả nó đi đâu nó cũng chạy về nhà. Thả đâu cũng chạy về nhà. Đúng không? Tại mình không biết lối sống. Nếu sống theo loại trí thức một chút xíu, ít tu đi, chồng mình đi nhậu tối ngày dậy nó lại một chút, nó khéo léo mấy ông, mình mua vài chai bia về nhà mình nhậu với vợ thì gia đình của mình đặc biệt hơn. Mình đi nhậu với người ta hoài, bỏ vợ nhà bỏ con làm chi. Mình về nhà mình bây giờ em uống đường chai, anh uống ba chai rồi xong ịt ngang ngủ ở nhà vậy thì mấy ông thấy không, cái lối sống mấy ông phải là trí thức không? Đó mới là trí thức, đúng không? Nhiều người nói ô mày thằng ông mà nói mày chơi với vợ không, mà nói làm ăn cái gì. À, chơi với vợ tôi mới làm ăn đặc biệt á. Ông phải nhớ kỹ, chỗ nương tựa của chúng ta là ở đâu? Là gia đình. Gia đình là điểm nương tựa. Bây giờ tôi đi làm ăn với anh em, tôi có thể bỏ nhà tôi đi ăn chơi gái gú với mấy anh em để mà ký hợp đồng. Đó chỉ là cái vẻ bên ngoài để chúng ta dựa vào đó để ăn chơi thôi. Còn chuyện làm ăn chúng ta không cần thiết chỗ đó. Chỗ làm ăn là cái quan trọng, anh nhìn được gia đình của tôi hạnh phúc, vợ chồng tôi đồng lòng thì anh ký cái hợp đồng này yên tâm đi. Hiểu chưa? Tôi có quyền tôi chơi với vợ tôi. Vậy đây là điểm nương tựa của cuộc đời tôi với gia đình, để gây dựng cái điều hạnh phúc, dạy con tốt đẹp. Gia đình tôi mà như vậy thì anh làm ăn với tôi là anh hoàn toàn chắc chắn. Còn nếu tôi là nay con này ngày mai con nọ, anh làm ăn với tôi anh sẽ lo sợ. Vậy tâm tôi dễ thay đổi, ký hợp đồng cũng dễ thay đổi. Anh hiểu không? Ăn thua mình là con người có bản lãnh nói chuyện thôi, có khả năng thu phục lòng người thôi. Thì cái cách nói chuyện của mình nó sẽ thu phục lòng người thôi. Thành đạt chứ gì đâu, đâu phải là học vị cao. Quý vị cũng một phần học vị nào thôi. Nếu có học vị cao mà học được tư tưởng này nữa thì quý vị đúng là hổ mọc thêm cánh. Quý vị biết, không phải giỡn đâu. Là ông chủ lớn được rồi đó. Đó, nên mình như vậy đó. Tại vì sao? Sự thành công của mình nó phải có cái chỗ nương dựa một gia đình hạnh phúc. Nếu như mình thành đạt sự nghiệp to lớn mà hạnh phúc không có, dựa vào đâu? Dù chúng ta làm ra tiền thì tiền nó phải đem vào chỗ nào để cắt, chứ đâu phải giải tiền. Mà mình cắt thì phải có chỗ cắt đàng hoàng. Là gia đình là chỗ bình yên, vợ chồng là sự tin tưởng, thì mới là chỗ cắt yên tâm. Hiểu không? Nó, quý vị nghe điều này đi, rồi quý vị gây dựng một gia đình đi. Không phải là Phật Pháp chứ đưa quý vị một cái lối sống bó buộc gì quý vị nặng nề đâu. Bậy, nếu như vậy thì ai học Phật? Phật Pháp nó theo một cái căn tính người ta để học. Vì hãy đi từng công đoạn mà tiến tới Phật Pháp. Học được hết trơn, ai mà không học Phật được? Đúng không? Giờ thí dụ như giờ tôi gặp mấy bạn bè, lỡ đi ngoài đường gặp bạn thân ngày xưa, nó quá trời mà nó nhậu hồi xưa ầm ầm, bữa nay tự nhiên bất chợt gặp nó đang ngồi nhậu với bốn thôi nhanh năm anh em. Ngày xưa nhậu không, đi ngang gặp mình kêu Hiên, trời ơi lâu ngày không gặp, lâu quá đâu mà bây giờ này xuất hiện, mà nay đầu chọc lóc cái trời, bộ ở tù mới ra hả Hiền? Nói mày bậy bạ mày ơi, mấy năm nay à, nuôi người già. Nó, nuôi gì nuôi, bây giờ anh em gặp nhau làm ly được không? Nó được, gót đi, làm ly. Rồi anh em nói chuyện vài câu rồi tao đi.
thấy không, có công chuyện bữa nào lại chùa chơi. Mình nói một câu vậy, mình cầm ly bia cùng ly, dứt ly với nó. Lâu ngày không gặp thì chắc chắn kéo mấy nó vô chùa và dạy nó. Hiểu không? Ngày xưa mình uống được 30 ly mà. Không lẽ giờ ly mình sai sao sợ? Cái giới uống rượu là già giới, cái giới ngừa thôi. Sợ bị uống say bị đi làm bậy nên Phật mới chế cái giới uống rượu. Chứ cái giới uống rượu là cái tội gì đâu. Rượu có sát sanh hại vật gì đâu mà tội. Nhưng mà cái giới uống rượu là uống vô nhiều quá nó sai, nó tầm bậy, đã sai thì tầm bậy. Nên Phật kêu mình đừng uống rượu vì sợ mình đi tầm bậy. Chứ nếu mình uống ly thì nó không có phạm. Thấy không? Giới ngừa mà. Thấy không? Hiểu nghe. Chứ mà đừng có làm ly rồi dứt thêm mấy ly nữa. Thua luôn. Thầy thua rồi. Thấy không? Uống con ly mà dứt thêm mấy ly đó là do mình bị lôi kéo. Nên mình duy trì được mình thì mình có bản lãnh. Tại ngày xưa mình gặp nó mình uống lần mười mấy hai chục ly bia tươi đồ này kia mình dứt quá trời. Mà giờ có một ly mà mình không uống, nó nói bây giờ thằng này đúng là thua. Lâu ngày mới gặp lại mà thấy mày tiêu, không có cái bản lãnh gì đặc biệt đúng không? Thì mình uống cái lần ly đi rồi có dịp mình gặp nó mình nói chuyện sao, thì cũng là một anh em bạn bè, biết đâu mình độ được nó làm sao. Quý vị nghĩ gì người ta thôi, có gì đâu, chuyện mình làm đó. Vì thấy Phật pháp hay chưa? Vì thấy gì học Phật được không? Được chứ. Anh đi chùa anh bạn đồ lam, còn mình đi đám cưới bạn đồ khác. Đi ra ngoài với chồng trang điểm coi được một chút à, mà cái nét trang điểm của mình nó đừng quá mà màu mè dữ quá xấu. Không? Mình phải nhìn thấy cái lứa tuổi mình để mình trang điểm phù hợp, để nó tao nhã được với cái lứa tuổi của mình. Đó gọi là có cặp mắt thẩm mỹ trang điểm. Nhớ chưa? Con nít thì nó tóc ten. Còn mình đã trung niên thì mình phải theo cái tư tưởng của trung niên. Mình trang điểm làm sao nhìn mình nó quý phái, chứ không phải là mình đi nhìn đứa nít mình trang điểm theo nó cười mình. Hiểu không? Đó. Thấy chưa? Còn mình già rồi thì mình gọn ghẻ. Đã là già rồi thì cũng không có che được cái nét nhăn, nên mình gọn ghẻ là đẹp nhất của tuổi già. Hiểu không quý vị? Thì thấy trời, nhà chùa dạy đặc biệt chưa? Quá đặc biệt luôn mà. Chứ đâu phải kêu bị hai lúa quê đâu. Chứ không lẽ bây giờ bị đi chùa vậy đi bận riếp đầm, còn đi đám cưới thì bằng đồ lam. Cái này là đi ngược vấn đề, đúng không? Cái người sành điệu là cái người đi đúng địa điểm, làm đúng vị trí. Thấy không? Sành điệu là gì đó quý vị? Thấy không? Tu thì tu, nhưng mà khi mình vô mình kêu đồ chay, mình cũng biết cách kêu đồ ăn. Mình kêu đồ ăn mà biết kết hợp món đồ ăn đó. Vậy thì tự nhiên á, dọn ra cái bàn đồ ăn mình cũng thấy là lý thú, thích, đúng không? Nghĩa là cái sống của con người ta nó bao xung quanh quý vị là một cái lối sống trí tuệ, đó mới tuyệt vời. Và con người thì lúc nào cũng tỉnh táo, đây mới là hay, đúng không? Chứ bây giờ mà nhìn đứa hỏi quý vị nè, bây giờ mình nhậu nhẹt say xỉn nó còn gì là tỉnh táo, mà con người mà té qua ngã lại thì còn gì là hay đó. Nên á, tôi khuyên các ông, ông mà đợi ông uống một hai chai bia ở nhà với vợ chứ, rồi gặp bạn bè bất chợt anh em thì mình uống vừa sức với khả năng mình để làm sao duy trì được mình tỉnh táo. Lỡ mình quá chén, lỡ mình chạy xe có chuyện gì đây, khổ con khổ vợ, hiểu không? Cái điều đó mình nên nhận thức đó. Thật sự mà nói chơi thì hồi hô hà dữ lắm, nhưng mà lỡ mình gãy tay gãy chân thì vợ nhà chịu chứ ai chịu cho mình, khôn một chút. Dù mình gặp người mình có chơi hết mình, nhưng mình phải xem cái hết mình đó nó có thông minh không. Người tu hành nó phải thông minh, chứ không phải là hết mình mà đem gia tài cả cầm cố. Bảy, mình chơi vậy cuối cùng mình nghèo, nó đâu có chơi với mình. Con người sống trong cuộc đời này, tình bạn mà không có tiền là không có tình bạn. Nhớ, tình bạn mà không có tiền là không có tình bạn. Có tiền mà không có tình bạn thì khô khan. Chứ làm sao? Tình mà không có tiền
thì có tình cũng vô dụng. Tiền mà không có tình thì quý vị cũng là cô đơn. Đúng không quý vị? Đó. Tại vì sao? Vì mình có tiền để nuôi thân thì mới có tình. Còn bây giờ mình không có ăn uống gì được hết trơn, thì bây giờ cái thân này còn sức đâu mà có tình. Đúng không quý vị? Đó. Cái xã hội phát triển mà chàng. Mình phải tu học làm sao mà nhìn nhận được. Bây giờ quý vị về đây ào ào tôi không có tiền lo, sao mà có tình? Ôi thầy nói tốt quá mà chút xíu không có cơm ăn. Ôi được à thầy, chia tay thầy kể từ đây. Chùa không có tiền gì chứ. Mỗi lần lỡ đây là thầy cứ xin tiền không. Mà đã nhà con lo cực khổ, con lỡ đây là để con mong thầy chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều bình an, điều an vui. Mà con lỡ đây con chưa nghe được gì chứ mà thầy cứ đầu tiên. Cứ đầu tiên hoài thì ai mà lỡ chùa. Mình muốn đầu tiên thì mình phải làm sao cái đầu tiên của mình dành cho người ta tốt đẹp trước đi. Hiểu không? Rồi người ta cảm tình, rồi người ta mới đầu tiên với mình. Ta nói đã có tình thì là có tiền à. Tình là thương yêu quý vị. Quý vị đã thương yêu thì quý vị không có bỏ những đức đâu. Đúng không? Công nhận quý vị. Nó, quý vị công nhận là quý vị khi mà thương ai rồi sao cũng được. Tâm lượng quý vị mở rộng với người ta lắm. Nên trước nhất phải cho người ta thương yêu mình, rồi mình mới thành đạt sự nghiệp sao. Nhớ nghe. Ồ. Nhớ. Bây giờ làm ông chủ làm sao mà cho người làm công thương mình thì nó mới bảo vệ sự nghiệp cho mình. Đó. Con người có lúc thịnh lúc suy. Kinh tế làm ăn thì có được, có lúc được lúc không được gì mấy. Nhưng mà chúng ta có lúc được thì chúng ta sẽ có tiền, chúng ta có tích trữ tiền nhiều lắm. Nhưng khi làm ăn không được, chúng ta đối với người bên cạnh, những người mà hết lòng hết dạ với mình, chúng ta phải ưu ái họ sao để bảo vệ cái gia đình của họ, để chi? Để khi mà kinh tế nó trở lại bình thường, chúng ta sẽ có những đôi tay đặc sắc bên cạnh. Hiểu chưa? Sau này mình mới thành đạt sự nghiệp lớn. Mình muốn làm sự nghiệp lớn thì phải có người đi theo. Nên người xưa nói tôi muốn có thiên hạ thì phải có con người. Nếu không có con người lấy đâu có thiên hạ. Đúng quý vị. Nên con người sống, chiến lược con người nó phải sâu sắc quý vị ơi. Con người sống nó phải có chiến lược sống. Nên thương con người là một chiến lược cao cấp nhất. Nhớ kỹ nghe. Thương con người là một chiến lược cao cấp nhất. Bạn dũng ý với người ta, bạn là người sai chiến lược. Tại vì bạn dũng ý, bạn có thủ đoạn thì người ta sẽ đón được bạn. Ai cũng cái khôn thì đều có cái khôn á. Chỉ có cái chân thật thì khó ai đón được mình. Chân thật thì khó ai đón được mình. Bài chia sẻ này bây giờ bị nghe đi rồi, có những câu quý vị sẽ nhận thức được cực kỳ sâu sắc khi tự nhiên chia sẻ cho vị nghe, đúng không? Nhưng tôi tin chắc quý vị luôn á, khi chia sẻ Phật pháp gì quý vị ở đây cái cảm giác quý vị sẽ thích thú lắm. Vì sao? Vì có người gia trì quý vị. Nhớ nghe. À. Chứ sao mà tự nhiên, mà con người tự nhiên cái tự nhiên ngồi xuống à, rồi nói chuyện kiểu này cho quý vị nghe tiếng rưỡi đồng hồ. Tự nhiên cái nói tiếng rưỡi đồng hồ. Không có sắp đặt gì sẵn hết trơn. Tự nhiên bên kia nằm chơi đồ niệm Phật đồ chơi vòng vòng vậy đó. Rồi xẹt qua đây cái nói chuyện tiếng ngửi đồng hồ. Không có lập trình gì hết trơn á. Chỉ đọc cái đề, mà cái đề này mới viết rồi đi qua đây luôn. Chứ đâu phải là tính một tuần gì viết cái đề giảng đâu. Quý vị biết những đức một ngày giảng mấy buổi viết đề là tự bất chợt. Ngồi suy nghĩ bữa nay đọc cái đề giảng cái gì đây. Viết ra đem qua đây thôi. Hiểu không? Bất chợt thôi mà. Hôm qua nói tiếng rưỡi đồng hồ cho vị nghe, mày bị thấy nghe tiếng rưỡi được không? À, được mà. Thấy ngồi im re đâu có ai bỏ đi gì đâu. Hiểu không? Đó, vài người ta mắc gì xinh lắm, ta đi chút xíu thì vô. Nó, nhưng mà đa phần đều ngồi im re, mà ngồi chăm chú. Có những người biết sao mà ta làm vậy nè.
Nhìn tiếng nói nhìn không thấy, thấy tivi kìa. Hiểu không? Nó vậy thấy không, là thu hút á. Cái từ trường tần số mà nó rút người ta tuốt phía sau chạy ra đây. Nghe không? À, buổi giảng gì này trực tiếp quý vị biết bao nhiêu người ta đang nghe trên mạng chưa? Trực tiếp trên mạng bao nhiêu người ta nghe trên. Mà chương trình trực tiếp của chúng ta bây giờ là nghe cực kỳ đông. À, quý vị thấy Pháp Môn Tịnh Độ hay không? Quá hay, công nhận không? Trời ơi, người trình độ lớp 3 ở lại 9 năm. Vậy mà có nhiều người cứ hỏi trình độ học vấn hoài, mệt ghê. Hôm qua mới có cái bà đó lại có hỏi, dạ thưa thầy, cái trình độ học vấn của thầy chắc cao lắm. Nói à, hồi đó giờ nhà Đức không có muốn nói tới cái trình độ của mình. Nói vì sao thầy? Vì nó quá cao. Quá cao. Nói ra sợ người ta dối không tới. Thôi cô đừng có hỏi cái trình độ học vấn nữa nha. Về cố gắng cô nghe Pháp đi, một ngày nào cô sẽ biết trình độ của mình. Trả lời vậy. Nói về cô cố gắng nghe đi. Trong nhiều bài giảng như Đức có nói cái trình độ học vấn của những Đức đầy đủ hết trơn á. Có nói là vậy, con xin hỏi thầy là ngày xưa thầy học vậy là thầy học bên cái khoa nào? Vì Đức nói á, trong những buổi giảng tôi có nói hết á, nhưng mà tôi nói với cô là tôi học đa khoa. Bây giờ Đức hỏi quý vị nè, một cái khoa thì làm sao ở đây nghe được, đúng không? Nhìn con người phải đa khoa không? Mà ngồi chung ai cũng nghe được hết trơn thì đa khoa mới nghe được. Nó nên quý vị nhớ, cái trí tuệ của Phật là đa khoa, hiểu không? Mà mỗi người chúng ta là đều có cái trí tuệ của Phật. Mỗi người chúng ta đều có trí tuệ của Phật. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thành Phật, Ngài nói rõ ràng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy không? Và Ngài nói thêm câu là tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ như ta. Thấy không? Mình học Phật là mình đang học cái trí của Phật và phát triển cái trí của mình giống Phật. Còn vậy thì cái trí của mình là người học Phật thì sẽ là đa khoa. Đúng không? Mà quý vị muốn đa khoa thì phải làm sao? Tha thứ. Tha thứ nó mới đạt đến đa khoa. Còn nếu như quý vị không mang tâm tha thứ là nó sẽ bị chết cứng vì một điểm nào đó thôi. Không tha thứ nó sẽ chết cứng. Nên cái sở học mà để phát triển tâm lượng là tha thứ. Tha thứ nó mới lãnh nhận được nhiều tình yêu thương. Hiểu chưa? Thì vợ hay chồng mình lỡ người ta phạm phải điều sai lầm gì, hãy cho nó qua đi như một dòng nước đi. Như vậy thì chúng ta sẽ có được tình yêu thương chân thành người ta dành cho mình. Hiểu không quý vị? Ví dụ như vợ chồng mình lỡ phạm phải điều gì chia tay, chúng ta sẽ lấy người khác là sự đầu tư mới mẻ. Còn vợ với chồng mình đã có sự đầu tư lâu năm, có một chút xíu hơi bị sai lệch một chút, thì chúng ta nên tha thứ cho nhau để hoàn chỉnh lại. Đó là cái đặc sắc tình. Tha thứ là hay nhất. Tha thứ là sẽ có rất nhiều tình cảm dành cho mình. Hãy mang tâm tha thứ đi quý vị. Mà tha thứ là một từ trường tốt nhất đến với chúng ta. Con người mang tâm tha thứ sẽ tích tụ được rất nhiều năng lượng. Mà có nhiều năng lượng thì chúng ta sẽ có nhiều sự phát sáng. Nhiều cái phát sáng, hiểu chưa? Đúng không? Thì coi, đèn mà phát sáng là từ đâu? Năng lượng đủ. Nếu điện mà thiếu thì nó giật giật liền. Điện mà cúp thì tắt luôn. Nên chúng ta là người sống trong cái xã hội, nó quá nhiều cái làm mình phiền não rồi. Chúng ta là người cần phải nghe Phật Pháp để làm chi? Để điều chỉnh cái tâm cho nó quân bình.
điều chỉnh cái tâm cho quân bình nghe quý vị. Chứ nếu không á, điện của mình bị giật á, vì hết năng lượng. Mình xài trong những cái phạm vi không phù hợp, hết năng lượng, nó mệt mỏi. Như những đức đầy đủ năng lượng, nó bị gặp lúc nào bị gặp những đức cũng hừng hực, đúng không? Thấy không? Lúc nào cũng hừng hực chứ nha. Thì thấy những đức chia sẻ nãy giờ có cái câu gì mà những đức than thở không? Mà trong khi 2000 người mà ta không than thở. Hiểu không? Nhớ kỹ nghe, than thở không ai cho mình hết, chỉ có vui ta mới cho. Hiểu không? Mình có nghèo, mình có thiếu nợ, cái chuyện đó của mình. Mình đừng có hiện cái bộ mặt nghèo và thiếu nợ với người ta, vì người ta thấy mình nghèo và thiếu nợ, người ta tránh mình. Trước nhất mình phải hiện cái bộ mặt mình phải vui vẻ để người ta tiếp nhận mình trước. Rồi từ từ người ta biết mình thiếu nợ, thiếu nặng, nhưng người ta vẫn phục mình. Đúng không? Trong cuộc đời thì ai mà không thiếu nợ. Nhưng mà cái thằng này thiếu nợ mà tỉnh queo, còn tao thiếu nợ buồn muốn chết. Thì nó mới hỏi mình, vì sao anh thiếu nợ mà anh tỉnh đi như vậy? Thì mình nói không tỉnh là gì, rồi làm sao? Không tỉnh thì cũng phải trả nợ, mà tỉnh cũng trả nợ. Vậy thì thà tỉnh, trả từ từ ngon hơn. Hiểu không? Lo không chi nhiều cho nó mệt. Hôm qua vừa học lớp đạo làm con xong, bước ra có bà cô đó, bà chạy lại bà khóc. Thầy ở cho cô xin 5 phút. Nói được, cho cô phiến mãi thêm 2 phút nữa. Là 7 phút luôn. Hiểu chưa? 5 phút mà ít quá. Không mà giảng gì mấy cô thấy vui ghê á. Phiến mãi thêm là mấy cô thích à. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cho cô phiến mãi thêm 2 phút nữa. Thôi cô cứ nói đi. Nó là tờ con của con thầy nó đứa con gái. Mà lúc trước nó cũng đi đến chùa, nó ngoan quá trời luôn. Rồi tự nhiên bây giờ nó không đi đến chùa nữa. Thời gian nó không đi đến chùa, tại vì nhà trường bắt học á. Học viết nhỏ không đi đến chùa nữa. Bây giờ thầy tự nhiên nó cắt tóc con trai, nó bặn đồ con trai, nó về nó đá ba nó quá trời, nó quýnh ba nó kinh kinh vậy đó. Chửi mẹ đánh ba luôn. Bây giờ nó trong nhà là nó quậy nhà luôn. Giờ con xin hỏi thầy, con phải làm sao? Sao cái chuyện gì cũng hỏi tôi, ngộ chứ. Thấy không, cái trường hợp kinh khủng không? Bởi vì những đứa nói cho vị nghe chứ, con cái đi học cỡ nào, mỗi tuần thứ bảy cho nó đến chùa để nó gieo cái duyên. Đừng có cho nó lạc nghe. Viết nó lạc á, nó bậy luôn á. Nó lao theo cái tần số xã hội. Rồi viết rồi nó chạy theo học vị mà nó không có đạo đức. Thua. Thấy không, nguy hiểm ghê. Nó nói cái gì, đánh cha nó, mình cho trỏ ba nó, lên gói không luôn. Không biết sao kỳ cục vậy đó. Tự nhiên thành trai luôn vậy, kinh khủng lắm. Nó, rồi xong rồi nó kinh kinh với mẹ nó, gia đình. Giết bây giờ không còn hạnh phúc gì, bất an, lời sợ hãi. Kinh khủng quá thầy, bây giờ nhà con buồn khổ lắm, con tu cũng không được luôn. Con đang tu vậy nó lỡ, nó bưng nước trên bàn thờ Phật uống chơi vậy. Ghê quá. Nó giờ con phải làm sao? Những đức nói rằng, thật sự mà nói thì cái chuyện của cô, những đức không có giải quyết cái vấn đề mà mình chỉ thẳng cái gì, nhưng mà những đức nói về chuyện trong chùa thôi. Nhà có quy tắc của nhà, đoàn thể quy tắc đoàn thể, đất nước có quy tắc của đất nước, chỗ nào cũng có quy tắc chứ. Như chùa ở đây ở 600-700 người, mỗi bên chùa 3-4 điểm chùa, bên 600-700, chỉ cần có một người nào vô đây quậy thôi, dù là tôi yếu thiệt, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi ẩm nó ra ngoài. Hiểu chưa? Tại vì sao? Vì tôi để cho mấy trăm người đây bình yên. Hiểu không? Như năm xưa Khổng Lão Phu Tử giết một người này, hỏi lý do gì giết. Nó phù phiếm quá, nó hại người, nó dùng lời đường mặt mà nó hại quá nhiều người, nên ta trong cương vị chức quyền xử lý nó luôn. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó, một hạt giống mà nó chưa có cảm nhận được sương gió, thì chúng ta nên tạo điều kiện cho nó để tiếp nhận sương gió một chút đi. Chúng ta đừng nên nuôi dưỡng cái hạt giống mà tương lai
nó làm cho gia đình này tan nát. Tự mà suy nghĩ, hiểu chưa? Đó là chùa chiền đó mà bình yên cho 600 người ở cũng không đơn giản. Nên quy tắc trong chùa đã đưa ra rồi, vô đây mà lạng hoạn là có ban tổ chức, có hộ pháp sắp xếp liền, hiểu không? Nó hộ pháp này là hộ pháp con người, hiểu không? Nó nên đó mà bình yên được 600 người nó chuyện dẫn chơi hả quý vị? Chứ gặp bây giờ mình ngồi đó mình tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó vô nó đá chuông đá mỏ tưng tưng tưng, mình nói từ bi Nam Mô A Di Đà Phật, mày đá ai mày đá kể mày đi, chuyện tao tụng kinh thì tao cứ tụng. Vậy thì chùa này một mình quý vị thì được, một mình quý vị thì không sao, thấy không? Một mình quý vị thì không sao, mà nếu như vị là chủ trì chùa mà cho đó chỉ cần có thêm một người nữa thôi, mà có một người đến quậy người đó vị cũng phải sắp xếp, tại vì có một người, hiểu chưa? Từ khi một mình cứ ngồi đó mình tụng đi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mày muốn quậy thì mày quậy đi, mày đọc luôn, mình đọc luôn nghe. Còn tao thì lo niệm Phật mà thôi á, chứ tao có mà càng đụng chạm gì tới mày đâu. Hiểu chưa? Muốn tụng là tụng mà ngộ vậy đó. Tụng để nhắc mình luôn, thấy không? Con chùa y y người ta mà, người ta đang sống bình yên mà. Mấy bà già đồ lại cầm cây nó dược, mấy bà già mình đứng đó mình nhìn. Ô, Phật từ bi thôi kệ mày. Trời ơi trời, Phật từ bi mà kệ mày, để cho nó dược bà già y cục y, không phù hợp nhân sinh. Mà Phật pháp thì áp dụng vào nhân sinh, mình để gì không phù hợp, nên mình phải đứng ra mình thay bồ Phật Bồ Tát, mình thay Long Thần Hộ Pháp để sắp xếp này, hiểu chưa? Không, mình đã lo tu rồi mà mình bây giờ sức yếu thế cô, mình bay ra mình sắp xếp bằng này. Vậy thì thằng hộ pháp nói thằng này yếu quá, cho nó miếng võ công. Từ kia chạy mất tiêu, tại thằng hộ pháp thấy mình yếu mà nhiệt tình, thằng hộ pháp cho mình thêm chút sức mạnh để đuổi này ra khỏi chùa, để cho chùa bình yên đó, hiểu không? Cái hộ trì của thằng hộ pháp là như vậy đấy, chứ không phải rằng quý vị nói ôi để cho Phật lo, để cho hộ pháp lo. Ủa, Phật với Bồ Tát với thằng hộ pháp đi làm chuyện đó cho mình, chuyện nhà của mình mà đi để cho thằng hộ pháp làm. Chúng ta là thằng hộ pháp nè, mà phải làm cho đúng, làm cho đàng hoàng, thì các ngài đó theo cái nguyện đó mà hộ trì, hiểu chưa? Từ bi phải có trí tuệ chứ, chứ nếu mà từ bi mà có trí tuệ chịu thua luôn, hiểu không? Bây giờ quý vị đang ngồi tu gì, tự nhiên có cái thằng đứng lên nó nhảy tưng tưng tưng, nó vượt quý vị, thì chùa mình tự nhiên bây giờ những phát cũng nhát nhất cũng chạy ra, những phát cũng nhát nhất cũng chạy ra, chạy ra làm gì? Tôi lại chú, tôi lại chú xử tôi đi, chú để cho Phật tử ngồi nghe pháp, hiểu không? Chứ giờ làm gì giờ mà cũng chạy ra nhiệt tình, những ngôn bên kia nghe tin cũng chạy qua, hiểu không? Nên từ nơi đó cái tâm mình vậy nó mới bình yên. Như quý vị biết tất cả những buổi thuyết pháp gì đức nó đều bình yên hết trơn, là chắc chắn quý vị là có người hộ trì đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu, nghe chưa? Đông người ta gì mà nó bình yên là không giỡn đâu á. Bây giờ như đức nói chỉ cần có một người trong đây mà đứng đi ra cũng là chân cẳng đi cũng run run đi ra, kỳ cục vậy đó quý vị. Nó nên không có giỡn, nó bị thí nghiệm thử đi. Tại vì sao? Thầy cũng đang giảng mà, đi đâu? Nên quý vị thấy rõ ràng, ở nhà đi vệ sinh hoài đi tiểu, nhưng mà lên đây quý vị ngồi quý vị không mắc tiểu á, đúng không? Đó, giỡn đâu nghe. Này nè, ê bà nói, ồ, quý diệu quá,
quá nguy hiểm. Thầy, thầy nhắc con mới biết. Ngộ luôn, ngộ ghê. Ngồi cái bữa trung thu gần 4 tiếng gì mà không mắc gì luôn, ở trong khi nhà đi hoài, vô đây ngồi gần 4 tiếng, hơn 4 tiếng không đi luôn. Phải đơn giản. Cái này gọi là gì? Cảm biến. Bây giờ mình nói cảm biến. Cảm biến là gì? Thấy điện thoại cảm biến chưa? Đâu có cần bấm đâu, lướt lướt thôi là ứng rồi. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó vị thấy hay không? Quá hay, quá hay luôn. Thế vậy đây là đúng là pháp hội tù thắng. Bởi vì Đức nói thứ bảy chủ nhật cứ lỡ đây. Trời ơi, bây giờ mà đòn đồ này kia dẫn đi tu nghe quý vị. Thứ bảy buổi sáng qua bên chùa mới tu, về lại hậu pháp, tối lớp đạo làm con. Không, có thêm phiến mãi, đồ ăn đặc biệt ghê ha. À, từ trường chùa thổ nó bình an. Bình an hay nè, đặc biệt nè, đúng không? À, rồi sáng được tu thờ phiến mãi luôn, phiến mãi hết, chùa phiến mãi nhiều lắm, đúng không? Tu xong xuống nhà ăn, ăn cơm phiến mãi luôn. Ở đâu mà nhiều phiến mãi gì trời? Tôi nói không có cái địa điểm nào mà phiến mãi như chùa mình. Chùa mình là phiến mãi cao độ luôn á, hiểu chưa? Quá nhiều phiến mãi đó quý vị. Đó, phòng ốc ngủ phiến mãi luôn. Bật điện khỏi cần trả tiền điện phiến mãi luôn. Nghe hay không? Quá đặc biệt. Sáng còn uống cà phê phiến mãi. Bây giờ tôi nói những cái điều phiến mãi này là quý vị coi. Thứ bảy chủ nhật tạng đông nè, vì phiến mãi nhiều quá. Cái quan trọng là khi ăn cơm xong, những đức nói chuyện thì một chặp phiến mãi nữa. Dữ dằn thiệt, quý vị thấy không? À, rồi một chút 8 giờ rưỡi lên phiến mãi này mới giữ nè. Đây là phiến mãi tổng kết nè quý vị. Cô Chiến đi tu đúng không? Bởi vì sao mà không về được chè? Sao mà không về được? Hiểu không? Từng nào mà không về là nhà nó cũng thôi thúc. Thôi thúc lắm mấy vị ơi. Cô kia cô nói nghe, có từng chủ nhật cô không về. Trời, đi vòng vòng nhà mà có sao nữa. Nó thôi thúc lương tâm gì. Nó. Cái đó là gọi là cảm biến. Hiểu chưa? Nó cái phước duyên nó sanh từ trong chùa đó. Nên cái từ trường chùa, cái tần số nó câu thông mạnh. Còn nếu như quý vị mà đi tu mà giống như từng nào mà không đi mà ở nhà ngủ ngon lành là cái này chưa đạt. Chưa đạt. Chưa nhớ thương chùa. Đúng quý vị? Phải vị nhớ thương chùa là vị nhớ thương Phật. Đúng quý vị? Nhớ thương chùa là nhớ thương Phật. Thì Phật ở nhà cũng có. Nhưng mà quý vị biết tại sao đi về chùa? Vì chùa là mảnh đất tâm linh. Chùa là mảnh đất tâm linh. Cái nơi nào là chùa chiền thì mảnh đất đó đã nhiều đời nhiều kiếp là chùa chiền. Hiểu không? Và mảnh đất đó cũng có bậc thánh ở nơi đó ngự trị nơi đó rồi. Hiểu không? Thì mới là chùa. Đâu đơn giản, bởi vì quý vị biết á, nhà ai mà dám cắt ngay cổng chùa, cái nhà này tiêu. Thí dụ như cái cổng chùa vậy mà dám lắng ganh đất mà cắt ngay vô cổng chùa luôn, chặn cổng chùa không cho người ta vô chùa luôn, là quý vị coi cái nhà quý vị sẽ tiêu. Nếu như phước của gia đình quý vị thịnh ba đời thì quý vị chắc những đức nghĩ thịnh chưa được nửa đời nữa tiêu. Mắc sạch phước chứ làm sao. Trời ơi, ai mà gan cùng mình mới dám cắt nhà trước cổng chùa. Trước cổng chùa sao dám cắt nhà? Tại vì cái nơi thờ Phật Bồ Tát ngay ra thẳng cổng chùa. Từ khi là nó tránh một con đường thì không có nói tới.
nhưng mà nó nằm trong vị trí cái bên đường luôn, mà nhà mình chắn ngang ngay cổng chùa, là chắn hàng Phật tử không vô chùa. Ghê chưa? Nên đất ai mà có trước cổng chùa mà ngay cửa chùa là cúng dường cho chùa, cúng dường cho chùa, để đất đó thành đất Dạ Lam. Người đó là người trí tuệ thông minh thật sự luôn, đừng nên bán ai chứ nghe. Tại vì nó đã ngay cổng chùa, mình sợ bán cho người ta không biết, ta cắt nhà ngay cổng chùa thì người ta có tội, mà cái đồng tiền mình lấy đi nó cũng có cái nhân tội. Nên từ nơi đó đất đó mình cúng luôn cho nhà chùa, làm một cái cổng chùa rộng rãi để đậu xe hoặc Phật tử ta đi vô chùa tiện lợi. Đó là tôi nói chung quý vị ơi, chứ đâu phải chùa đây người ta đắc bao la, ai đâu mà kêu cúng mà đây đắc đâu cúng, đắc của nhà nước không cúng cái gì, hiểu không? Mình nói để cho Phật tử người ta hiểu, để cho nhà cửa người ta biết cái nơi nào chánh. Nên nói là phong thủy là gì đó, phong thủy là cái nơi mình ở nó tốt á. Nãy có cô kia có hỏi, dạ thưa thầy, con thì con nghe thầy giảng con hiểu hết trơn rồi, nhưng mà chồng của con thì chưa có hiểu nhiều, nên khi nhà chuẩn bị cắt, chồng con mới nhờ vị thầy đến tụng kinh, tụng xong rồi gạo hoa này kia đồ đồ ăn thức uống, ông kêu đào đắt ngay cái nhà đó chôn xuống dưới đó luôn. Giờ con hỏi thầy có sao không thầy? Nhân Đức nói tối mới có sao. Mình nói chuyện tiêu tiêu. Bởi vì có nhiều tử ta nói mình là ông thầy thiếu lắm, ý là tiếu quý vị. Thì Nhân Đức nói rằng bây giờ mình thì tin Phật pháp, mà chồng thì trên cơ mình, đàn ông như là cái cổ cái trong nhà trên mình này, mà chồng mình người ta tin vào chuyện cúng kiến, nghe không? Thì cái chuyện cúng kiến mình để dành cho người ta hết đi, mình đừng có đụng vô. Vì mình đụng mai mốt mới biết đâu quả báo gì, cái tự nhiên nó đến bất tử cái người ta đâu có thừa mình sao? Để cho người ta muốn làm gì người ta làm, có gì tự ông chịu, người ta không có nói được mình dính vô làm chi. Còn mình thì mình tin sâu nhân quả, có phúc thì có phần, nó cứ để cho người ta cúng kiến sao người ta cúng kệ người ta. Tại vì người ta cúng mà người ta phải có một cái gì nó kỳ bí thì quý vị mới có bao thư. Chứ bây giờ mà lỡ cúng mà ta chạy xe gì vậy thì bao thư mỏng lét. Thì bây giờ phải là làm sao mà nó mà chứ làm sao mà bưng cái ly lên rồi cầm cái ly nữa luôn, bún nước đồ kịch liệt chứ sao, mình phải làm công cán gì chứ chợ. Chứ tự nhiên bây giờ lỡ cúng sẹt sẹt Nhân Đức nó thôi thầy về đi, cúng chút tí tí về chắc không có linh gì đâu, nên thôi cho 2000 về ăn cháo. Đúng không? Bây giờ phải làm công trạng cho nó dữ dằn. Còn người ta phải, mỗi người có cái nghề của người ta, phải làm cho nó có bài bản cái dữ dằn rồi vô. Nhưng bây giờ Nhân Đức bây giờ tụng kinh bình thường, nhưng mà thử quý vị mà nếu Nhân Đức mà chuyển qua đi cúng đi, Đức cũng phải vô, cũng phải làm bài bản, phải học qua 3 tháng rồi để mình coi con cúng sao, âm điệu sao, mình phải bước vô đồ này gia chủ. Đúng không? Mình làm cho bài bản gia chủ có biết hay không, chúng sanh ngoài đời mà nó sanh hoạt sanh bài nó quỳ xuống quý vị ơi, sợ mà ngoài đời mà nghe sợ lắm. Hẹn tại nhà này có hai con giống, đúng không? Ta làm vậy thì quý vị mới thấy ớn. Đúng rồi, phải vậy chứ, dữ dằn mà. Nên thầy hôm nay đến đây để mở hai con giống đi về chùa cầm theo cái lo. Hai giống bay vô đây đi thầy, đưa về chùa
để thầy cầu siêu cho hương linh đúng không? Hãy bài bản. Nếu nhà Đức chuyển nghề thì nhà Đức cũng phải làm vậy thôi chứ làm sao. Hai ơi, rõ ràng quý vị. Rồi mình lại mình tụng kinh mình lại mình tụng kinh đám ma đồ cầu siêu đồ, thấy không? Cha mẹ sanh ta ra, hôm nay mẹ mình đã mất rồi. Bổn phận làm con, chúng ta phải làm điều gì đến như cha mẹ của mình? Phải mới kể lễ. Con cái phía sau nó khóc, nó quỳ, sùm, nó công nhận thầy cúng gì đâu. Hay quá. Đúng không? Phải làm vậy chứ quý vị. Không, mỗi người cái nghề phải nhập tâm. Cái này tôi không có nói ai, nhưng mà chúng ta phải nhập tâm nghe chưa, thì nó mới đạt đỉnh tới cái nghề đó. Nghề nào mình phải đạt là mình phải nhập tâm. Giống như ca sĩ gì, vì để ý đi, ca sĩ nào mà hát nổi tiếng đa phần ca sĩ nhập tâm. Mẹ để ý đi biết liền. Tôi phải kiểm tra qua ca sĩ hát. Nên gì? Chứ tôi làm MC mà. Bây giờ ca sĩ hát thì tôi làm MC luôn, thì coi nghĩ đi. Thì phải biết được ca sĩ nào hát sao sao để mà đưa từng tự ca sĩ vô hát để mà mấy vị coi mới được. Đúng không? Ví dụ như mấy vị thấy Quách Tương Du nó hát chưa? Ca sĩ Quách Tương Du hát nhập tâm không? Sức ngoại hộ mà. Rồi Lâm Chấn Quy hát, vị thấy không, nhập tâm chưa? Nhưng mà ca sĩ mới thì chưa đạt trình độ nhập tâm. Nên ca sĩ muốn nổi tiếng là phải nhập tâm. Khi hát là phải hát đồ quên đi gương mặt mình luôn. Hát phải nhập tâm chứ sao, công nhận không? Hát phải nhập tâm. Còn bây giờ mình hát mà đã lâu lắm rồi không về sao mà vô được, đúng không? Hát là phải là ghê gớm được. Cái nào mà cái động tâm là phải hát vậy, đúng không? Thì nó mới nhập tâm đó. Thí dụ như bây giờ mà mấy thầy mà đi cúng đám là phải nhập tâm. Kệ người ta cúng dường mình làm hết thầy, hết lòng mấy thầy ơi. Làm hết thầy. Làm hết lòng. Làm hết lòng hết dạ. Đừng có làm lề mề. Không, mình đã làm thì mình làm cho thiệt tình mình luôn. Thì người ta cúng dường mình cũng xứng đáng quý vị. Nên quý vị, gia đình người ta thích mời quý thầy đồ để mà cúng đồ, vị cứ để cho người ta mời. Tại vì cái chuyện đó gia đình mình ta thích gì, đừng có đụng vô. Rồi quý thầy tụng mình cứ ngồi mình tụng theo, đúng không? Rồi quý thầy cúng nhiệt tình xong rồi mình bỏ bao thư được được một chút giùm. Quý thầy cũng đi xe đổ xăng, chứ có cây xăng nào nói rằng thầy không lấy tiền. Bước lên xe buýt tôi cũng hỏi xe buýt đâu thầy, vé xe đâu? Ủa thầy tu mà, tu chứ. Tu thì thầy cũng 70kg mà. Phải chi mà thầy không ký thì không lấy. Không, không ký thì không có vé. Ý nói gì là hương linh thì khỏi cần. Đúng quý vị. Này thầy mà sao không lấy tiền? Thì đã là lấy tiền thì bị cúng dường cho quý thầy là đúng. Quý thầy làm gì ra tiền? Thì bây giờ quý thầy tụng kinh niệm Phật là kinh giáo của Phật. Mà kinh giáo của Phật thì quý thầy, quý vị phải cúng dường cho quý thầy sống. Quý thầy sống quý thầy mới tụng kinh niệm Phật. Đúng quý vị. Nên quý vị nhớ nghe, nhớ kỹ điều này á. Bởi vì tu từ mở cái tâm ra. Mình á, ở gia đình mình có giàu cái nào giàu, chứ mình đâu có tụng được hồi kinh nào cho người ta nghe. Nhưng quý thầy dù có tụng kinh niệm Phật, quý vị cúng dường, nhưng đừng bao giờ chúng ta đi đánh giá về cái việc tại sao bây giờ nhiều cái việc mà chương trình tụng kinh niệm Phật mà có danh thiếp đồ này kia. Mỗi cái nó đều có cái cách tu phước, tu duyên, chỉ duyên cho chúng sanh theo cái cách đó. Phật Bồ Tát đều thị hiện. Chứ sao? Bây giờ lỡ tụng hồi kinh Di Đà, người ta ngồi người ta nghe cũng dính kinh Di Đà rồi. Mà mấy thầy cũng niệm vậy, câu Phật hiệu thì dính câu Phật hiệu rồi. Một số chúng sanh thiếu duyên thiếu phước thì độ theo cách đó, chứ đâu phải chúng sinh nào cũng được vô đây ngồi nghe pháp. Đúng quý vị. Mở tâm ra, mở sạch nhách luôn.
cõi này mà còn gì nữa mà giữ gìn nó mở. Hiểu chưa? Nghe kiểu này rồi là tốt hết. Chúng ta đều ý như Đức nãy giờ nói là cái thành tâm thành ý thôi, chứ một nghề của mình làm như tôi thuyết pháp thì cũng hết lòng hết dạ, nhiệt tình mà thiết, đúng không? Còn với thầy tụng kinh niệm Phật thì tụng nhiệt tình hết mình mà tụng, ca sĩ nhiệt tình hết lòng mà hát, làm cha làm mẹ hết lòng hết dạ làm cha làm mẹ, làm con hết lòng làm con, cương vị nào đều nhiệt tình cương vị đó là đúng, đúng quý vị. Chúng ta từ hôm nay không có trách ai cho nghe, tốt phúc đi là xong, thấy không? Đều là chúng ta hỗ trợ nhau một chút để điều chỉnh hoàn chỉnh nhau, điều chỉnh hoàn chỉnh nhau là tốt rồi. Nó còn ai có nhăn gì thì quả nấy thôi. Mình đến một cái nơi mà nhiều người phát thiện tâm tu, sửa đổi lỗi lầm, thì chắc chắn là cái nơi đó từ trường nó rất là tốt. Giống như người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình được gần đèn thì mình sáng. Mà mình gần người thiện thì mình thiện. Mà mình mà thiện cái thì cái từ trường mình tốt, đúng không? Khi cái từ trường mình tốt thì nghiệp chướng tự tiêu trừ. Nên cái năng lượng của cái từ trường tốt nó có thể giúp mình hết bệnh. Cái năng lượng mà từ trường tốt giúp mình hết bệnh. Giống như mình nhẹ nhàng, cái đơn giản vì dễ hiểu là khi bị gần nhiều người thiện, mình sẽ không có suy nghĩ thủ đoạn. Mình đâu có suy nghĩ thủ đoạn nữa đâu. Ví dụ như mình gần cái người kinh doanh làm ăn đồ này kia, tiền bạc đồ này nọ, thì mình lo, mình bận tâm, mình suy nghĩ. Chứ mình mà gần được nhiều người mà ta tu giải thoát đồ này kia, cái tâm trạng của người mình nó nhẹ. Mà con người mình tâm trạng nó nhẹ thì năng lượng mình tích thụ nhiều thế. Ví dụ như quý vị gần cái người mà lo nghĩ bận tâm, lo được lo mất, rồi nói chuyện với họ thì họ nói giống như chặn đầu chặn mông, chặn đầu này chặn đầu nọ vậy đó. Có không? Có những người quý vị nói chuyện với họ chặn đầu này chặn đầu kia, si đầu này nó nghĩ đầu nọ. Mình nói chuyện với họ mình lo sợ lắm, tại vì hết chuyện này tới chuyện kia đủ chuyện lu bu lộn xộn. Mình nói chuyện những người gì nó nặng nề, gặp những người đó mình sợ, không muốn gặp, kẹt chẳng đã mới gặp, kẹt chẳng đã mới gặp. Còn mình gặp cái người mà vui vẻ hoan hỷ thoải mái thì biết nó đặc biệt. Từ nơi đó mà mình con người mình, mỗi người mình nên phát ra cái tâm gì thì ai cũng thích gần gũi với mình, ai cũng thích mình đặc biệt. Nên mỗi một người chúng ta, mình đi đến đây mình tu, hoặc là lễ Viếng Quan Âm sắp đến đó nè, còn mấy tuần nữa, thì quý vị biết rằng là cái tâm con người ta háo hức nó đến nó lại Quan Âm nè, cái tâm đó thôi nè nó đã thiện. Mà cái số lượng người ta quá đông, người ta ở trong đó, quá đông ở trong đó, thì vị biết là mình vô cái vị trí đó là mình thấy thoải mái. Vô vị trí đó thoải mái. Nên mình á, cái cơ hội được làm người và cơ hội mà mình được tu tập, đã làm người khó được rồi mà giờ cơ hội được tu tập càng khó nữa. Mà con người ta thì bây giờ được thân người, người ta có lo cái chuyện ngoài lề không? Đa phần đến khi bệnh đau, đến khi già, đến khi gần chết, lúc đó chúng ta thấy hối hận.
Hối hận là vì cái cuộc đời của mình, tại sao mình không có lo tu hành, không có gầy dựng cái tâm tu này kia được. Nên nó uổng đi cái cuộc đời của mình, để thời gian nó trôi nổi. Nên người xưa nói rằng mỗi một con người chúng ta cứ để cái thời gian trôi qua trong bận rộn. Mấy ai mà buông xuống trước khi lìa đời, thấy không? Có nhiều người mà người ta 70-80 tuổi vậy mà người ta muốn đi tu, mà người ta nói rằng là bây giờ người ta chưa sắp xếp xong chuyện nhà. Mà trong khi cái cuộc đời nó mấy chục năm sắp xếp mà sắp xếp không có xong. Đừng có nói mấy chục năm nghe quý vị, đã vô lượng kiếp rồi mình sắp xếp chưa được đó. Từng đời mà quý vị biết rằng nghe, mình mà được thân người này không phải đời sau mình có thân người đâu, không có dễ đâu. Mà mình có thân người này mà mình mắc thân người mà là mình đi vào tam đồ ác đạo, nó một cái dòng thiệt là dài, thiệt là xa rồi mình mới quay lại thân người. Nhưng mà được thân người thời gian cực kỳ ngắn, rồi bắt đầu là chúng ta mắc thân người nữa, tiếp tục chúng ta trôi một dòng thiệt xa, rồi chúng ta mới có lại thân người. Nó cứ quay quằn hoài vậy đấy vị, vô lượng kiếp luôn. Lúc thì làm mình làm vợ làm chồng, lúc thì mình làm cha làm mẹ, lúc thì mình làm anh làm em, lúc làm mình bạn bè. Nó nghĩa là nó đa dạng cái thân người, rồi nó đa dạng súc sanh, rồi nó đa dạng ma quỷ, rồi nó đa dạng cõi trời. Cõi trời nó có đa dạng mà quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà con người ta nó cứ để thời gian rong ruổi trôi qua. Nên những đức nói rằng là cái pháp hội lại Quan Âm 3000 lại là một cái việc mà mình khó gặp. Không phải là mới đời này bị khó gặp đâu, mà đã là vô lượng kiếp quý vị đã khó gặp rồi. Thì có lại Quan Âm, nhưng mà nói cái chuyện lại 3000 lại thì bị không có gặp đâu. Mà bây giờ bị gặp rồi đó, đúng không? Bây giờ bị gặp rồi đó. Rồi quý vị nghe chia sẻ tịnh độ nhiều, nhưng quý vị nghe cái người mà chia sẻ tịnh độ mà chuyên nhất gì cũng là khó gặp rồi đó. Khó gặp. Mà tin nó có một cái nguồn gốc rõ ràng. Thí dụ như nhiều người, người ta học này học kia nhiều, người ta lại không chấp nhận kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ này kia. Có những người ta không hiểu, người ta nói rằng kinh đó là chắc không phải Phật thuyết. Tại vì người ta nghĩ rằng cái sở học khác của họ cao quá. Còn cái này sao nói về thế giới cực lạc như một cái việc như là sao á, nó đơn giản quá, dễ dàng. Thì bởi vì mới gọi là cái pháp khó tính. Đúng không? Con người người ta, quý vị nghĩ đi, bây giờ người ta nghĩ rằng có vợ có chồng tạo một sự nghiệp đã khó. Không chi mà bây giờ nói cái chuyện mà giảng sanh về cực lạc như đơn giản dễ quá. Quý vị nhớ, quý vị cũng phải cố gắng niệm Phật. Tuy là nói dễ gì đấy, nhưng mà để cuối cuộc đời quý vị niệm được câu Phật hiệu cũng không đơn giản đâu. Đúng không? Nếu nói mà dễ vậy, tại sao có nhiều vị tu hành những vị lớn luôn mà khi cặn tử nghiệp tại sao lại mê mờ nằm thiêm thiếp giật giật cái đó. Nó, mà quý vị nói dễ thì quý vị kịp tìm cái khó. Cái dễ này đã làm không được rồi, nó đừng nói chi là cái khó. Nên từ nơi đó, ngay cái chỗ người ta lòng tin nó thiếu thốn, lòng tin nó không đặt mục tiêu ngay bổn nguyện, người ta cho rằng nó quá đơn giản nên người ta phải làm cái gì lớn hơn chút. Nên nhiều người ta tu tịnh độ nhưng thật sự người ta đi vào pháp tự lực hết trơn, chứ người ta không có đi vào pháp nhị lực. Tuy người ta nói người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng mà người ta nói người ta phải đạt công phu gì, đa phần phải niệm Phật công phu gì đó. Nào là công phu nhất tâm, nào là công phu thành phiến. Nếu như bạn đạt được công phu gì thì tốt cho bạn, phẩm vị bạn cao. Nhưng mà bạn, tại sao bạn không suy nghĩ cho cái người ở cái cõi đời này, họ không có đạt công phu mà họ chỉ làm được cái tín nguyện niệm Phật, đúng không?
Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng hay nói rằng đưa thì đưa lên cao nhưng hạ xuống dài mắt thì vừa. Nhưng bạn chơi lên cao luôn mà bạn không cho người ta xuống. Kiểu này thì thôi, thằng nào con nào leo lên được, chịu thua, bó tay. Hiểu không? Đó. Nên có khi có những cái mà mình nói cao quá, người ta thấy người ta giác không được, ginh không nổi thì người ta bỏ cuộc. Đâu phải ai cũng là bậc trượng phu có tư tưởng mà mình đưa lên cao mà người ta gán đâu, để hạ xuống một chút là vừa. Thôi bây giờ mình cho người ta vừa vừa luôn đi, để nó giác được, nó ôm nó chạy. Hiểu không? Nó nên có nhiều người ta nói, người ta nghe những đức chia sẻ thì người ta lại thích niệm Phật. À, nhiều người ta nói rằng người ta có cơ hội đời này người ta giảng sanh. Còn lúc trước người ta lại nghe mà người ta lại thấy người ta không có cơ hội giảng sanh. Lúc trước á, hồi đó thì biết những đức cũng nghe cái thời cô giáo Lưu Tố Văn. Mình nghe rồi mình cố gắng ngày mình nghe pháp 10 tiếng. Nó nhồi nhét muốn chết luôn mà nó nghe hoài mà sao nó cứ đơ nó vô mới được. Cái này nhiều người bị lắm quý vị. Rồi mình không có biết đường nào chứ mình cố gắng mình cứ nhét. Nhét giết ói luôn. Không phải ai cũng được vậy đâu. Ví dụ như cô giáo Lưu Tú Văn cô nghe 10 tiếng nhưng cô thông đi thì cô tiêu hóa. Nhưng mà những đức thấy cô giáo Lưu Tú Văn sau này giảng cao quá. Giảng gì ngủ ấm ma này kia tùm lum tùm la thấy cao quá. Đúng không? Phải chi mà giảng như ngày xưa. Cái thờ mà niệm Phật đó đó. Cứ như vậy mà giảng đi là đặc biệt chứ lắm. Ồ. Đặc biệt chứ lắm quý vị. Còn kinh giáo thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng hết rồi. Mình cứ nói niệm Phật thôi. Tại vì mình để ý lời giảng Hòa Thượng đi, ngày giảng cỡ nào thì ngày cũng đẩy niệm Phật vô. Kết luận gắn là niệm Phật thì thôi mình thì chơi kết luận luôn đi. Đúng không? Mình làm theo như ngài đang làm bậc cao thủ chi. Thấy không? Mình cao thôi đừng có thủ. Cao là ngay câu Phật hiệu quý vị. Còn thủ là người ta có sức khỏe nên người ta thủ dài thời gian. Còn mình cao thôi là mình ngay câu Phật hiệu để mình giảng sanh là được rồi. Hiểu chưa? Yeah. Hiểu không? Nên những đức thấy ai mà chia sẻ tịnh độ mà chia sẻ đơn giản rồi nói gần gũi là những đức biết cái người này tu công phu niệm Phật. Còn khi mà cái người này mà đưa vô cái cao xa là những đức biết nó bị cái hư danh đẩy lên, muốn mình chứng tỏ văn tự, chứng tỏ mình là người có sở tu sở chức. Cái tâm nó hẳn nhẹm bên trong ghê lắm. Cẩn thận, hãy làm người đơn giản cả đời mà niệm Phật đi là có kết quả. Nhớ kỹ nghe. Nên mình về đây mỗi tuần chủ nhật nó giúp quý vị cái tâm trạng thoải mái nhiều. À, thoải mái nhiều lắm. Khi nó cũng gặp một hai chuyện bất công trong cuộc đời. À, gặp một hai chuyện bất công trong đạo một chút. Nhưng mà không cần nói tới. Nhìn thấy rồi thì thôi. Nó cũng không cần để trong lòng làm gì. Vì mình biết đây là cái tố chất của phàm phu mình rồi. Thấy không? Vì nhớ nè, cái việc hơn thua đấu đá là một cái tố chất của kẻ phàm phu để sanh ở cõi này và sống ở đây. Chứ nếu như mình ở đây mà cái gì mình cũng không giống họ hết trơn thì mình sống với họ mình thấy mình bị cô lập. Thấy không? Cô lập lắm. Từ nơi đó mà cái Đức Phật thành Phật cũng phải hòa nhập cùng với mọi người được. Sống một cuộc đời bình dị đơn giản. Thấy không? Hơi na ná giống họ một chút. Giống như mình muốn vô trong cái loài gà mình sống thì mình phải giống gà. Chứ nếu như mình là phụng, mình vô gà thì nó tránh mình. Nó tránh mình vì mình không có giống đồng loại với nó. Hiểu không? Còn nếu như bây giờ mình muốn vào trong loài người thì mình phải giống con người. Giống con người thì mình phải sống chung với con người.
Chứ nếu như mà mình là Atula, mình vô đó rồi người mình sống thì nó sợ mình. Gặp đầu mắt mũi nó lạ kỳ, có mấy mặt đồ thấy kỳ quá, hiểu không? Không phù hợp đó. Rồi bây giờ tự nhiên mình trong loài người mà lỗ mũi mà nó cao dài, nó dảnh ngược lên, ai chấp nhận mình, thấy mình ớn quá, đúng không quý vị? Nó cái vẻ đẹp của cõi chờ, người ta cao ráo, người ta bự, nhưng mà nó đem người nguyên cái nguyên văn, cái người cõi chờ đem xuống cõi người thì người ta thấy sợ lắm. Tại vì con người này bự quá, không có sống chung được. Dù có bự hơn mình đi chăng nữa cũng bự hơn mình chút thôi thì được, chứ nó bự hơn mình, nó đứng tới lóc nhà. Bây giờ mình đứng ở dưới đây mình có đẹp gì chăng nữa mình nói thôi thôi thôi, không có được, vì nó cao tới lóc nhà mà, hiểu không? Sao mà tôi chấp nhận được đó. Nên con người nó giống con người. Thì bây giờ Bồ Tát muốn độ con gà thì phải làm con gà, muốn độ con vịt thì làm con vịt, muốn độ con kiến thì làm con kiến, muốn độ con gì thì làm con nấy, hiểu không? Bây giờ mình muốn độ con người thì mình phải làm con người, đúng quý vị? Đó. Mà đã là con người thì phải có sự đấu đá hơn thua, tranh giành. Vì sao? Vì cái cõi này nó thiếu, cái cõi này nó thiếu nên mình mới bị thiếu. Mà thiếu thì phải giật, phải giành. Thì nghĩ đi, cái cõi này là nhân quả của phước báo mỗi người. Sanh đến và được là do tạo nhân mà thành quả. Còn cái thế giới cực lạc là do bổ nguyện Di Đà phát nguyện mà mình được gì. Giống như nhà cửa phương tiện của Ngài là tạo ra từ công đức của Ngài tu, mà mình chỉ theo cái bổ nguyện đó mình về, thì mình về cái quốc độ của Ngài là đầy đủ. Vì cái nguyện của Ngài phát đầy đủ được như vậy thì Ngài mới thành Phật, đúng không? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni thì độ quế dược, mà Đức Phật A Di Đà thì độ tịnh độ an vui. Đó, mỗi một vị Phật có cái nguyện để độ sanh. Nên mười phương chư Phật cũng tán thán Phật Thích Ca Mâu Ni, tán thán rằng Đức Thích Ca Mâu Ni sanh trong thờ ác trược, mà Ngài để làm Phật ở đó để độ sanh, dùng phương tiện thiện xảo để độ nhiều chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Ý nói là một cái thế giới khó độ mà Ngài vô đó Ngài độ, một cái thế giới khó độ mà các Ngài lại đến đó độ. Còn Phật A Di Đà thì Ngài sanh về tịnh độ để độ những chúng sanh mười phương về đó, thấy không? Nên từ nơi đó mình đi đến đây mà mình thấy rằng tham giật giành hơn thua là mình nghĩ đúng rồi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là khổ không nói hết, vì nó giật giành mới khổ, đấu đá mới khổ, buồn phiền mới khổ, giận hờn mới khổ, thiếu thốn khổ, bệnh đau khổ, chết chóc khổ, xa lìa khổ, mắc của khổ, mắc chồng khổ, mắc vợ khổ, tùm lum khổ, đúng không? Đúng không? À, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, mập quá cũng khổ, ốm quá cũng khổ, nước nôi đầy đủ cũng khổ, khô khan cằn cỗi cũng khổ, thấy không? 100% vì đều có cái khổ. Quý vị thử coi một người phụ nữ này đẹp thiệt đẹp đi, đầy đủ hết trơn luôn, 100% vì khổ. Tại nhiều người thương quá nó không biết chọn ai nên khổ. À, cho quý vị biết khổ đó, thử hỏi kỹ coi có khổ không. Nó mới nói là khổ không nói hết. Nếu mà không hiện cái cảnh khổ của ta bà, vậy thì lời Phật nói sai sao? Nên cái cõi ta bà này mình độ sanh con người ở trong cõi này thì phải là như vậy thôi. Tùy bạn, bạn có lướt qua được hay không thôi. Còn cái hiện tướng thì giống, hiện tướng thì giống. Vì thấy nghe gì đa phần là thích, tại vì mình bị cái bệnh này, đúng không? Giảng đúng bệnh mà, đúng không? Thì bây giờ mình giảng ra đúng bệnh rồi mình mới hỏi lại là mình thích ở đây hay thích vừa cực lạc.
À, chọn đi, đúng không? Ồ, 10 giờ rưỡi luôn. Quý vị thấy có thấy mệt mỏi gì không quý vị? À, tưởng là mệt mỏi chứ. Tôi nói muốn khô cổ tôi mà tôi còn chưa than mà. Giờ cái quan trọng của chúng ta là phải niệm Phật cả đời nghe. Quyết chí về cực lạc quý vị ơi. Đời này phải về cực lạc. Nhớ giàu nghèo đẹp xấu lùng lé hô súng phải về cực lạc. Còn ở cõi này là còn khổ. Nhớ nghe. Ừ, cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của chúng ta hương linh thai nhi. Bây giờ nghe lời Phật dạy niệm Phật về cực lạc đi. Đừng có đi báo thù hoài. Trời ơi, có những hương linh mà báo thù nhiều đời nhiều kiếp rồi, có không được gì đâu. Cô hồn bốc bơ bốc bưởng ngoài đường, thôi vô đây tu, niệm Phật về cực lạc đi. Nghe không? Buông tâm hận thù là khỏe liền. Nên quý vị muốn chư hương linh cụ quyền thất tổ quý vị mà buông tâm hận thù thì chính quý vị là người học Phật phải buông hận thù. Nhớ nghe. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác.
À, chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, dù gặp trở ngại chướng nạn gì cũng niệm Phật cả đời, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai gì đâu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu rất là đông, nên nhiều người mình biết ở đây thấy ai ta như ung thư, bệnh đau, buồn, không cỡ mở được tâm tư, hay là chồng bỏ, vợ bỏ, khổ đau gì trong cuộc đời, mình dẫn ta đến đây cộng tu chủ nhật. Khi người ta nghe bài pháp, người ta cũng cỡ mở tâm tư. Đó là cái cách thí pháp thù thắng nhất. Thí pháp thù thắng nhất, nhớ nghe. Giúp cho người ta lìa khổ được vui. Có những người ta khổ đau, người ta bệnh đau, buồn chán, người ta không cỡ mở được tâm tư. Khi người ta có tiền nhiều, người ta cũng không giải quyết được. Nhưng mà khi người ta nghe bài pháp, người ta lại cỡ mở tâm tư thì sao? Có những người ta hư, nhưng người ta lại không sửa được. Nhưng đó là khi cái đại chúng tu đông người, người ta lại sửa đổi lỗi lầm, ta biết ăn chay niệm Phật. Cái điều này mình dẫn ta đi tu hay dữ lắm mấy vị, nhớ đó. Nên những vị trưởng đoàn khắp nơi nơi nên phát động chương trình, mình rủ người ta đi tu. Ai nghèo quá, ta không có tiền xe, mình bao tiền xe cho người ta đi. Khi ta đi 2-3 lần rồi, cái tự nhiên người ta có tiền người ta đi. Ngộ lắm. Chứ khi chưa biết Phật pháp người ta không có tiền, nhưng mà khi biết Phật pháp rồi, cỡ nào người ta cũng có tiền người ta đi. Tại vì người ta vui rồi là người ta đi rồi nghe. Nên mình phải làm sao giúp cho người ta đi được đến chùa. Đó là cái tâm mà mồi lửa cho người ta phước vị lớn dữ lắm. Cái công đức của đại chúng niệm Phật, nghe pháp, cúng đi thực phóng sanh. Về mặt tâm linh á, nhà mình có cúng cũng không bằng. Tại vì ở chùa là nhiều người tu quá. Cái chư hương linh á, cúng mà được lợi ích là nhờ nhiều người tu. Nhờ cái tâm của người tu nó linh tâm á, linh tính á. Từ nơi đó mà nó mới cảm được cái phần âm mà mình cúng cho người ta được lợi ích. Còn như mình ở nhà mình ít tu quá, mình cúng sơ sơ, tâm mình còn nhiều thứ săn hẳn quá, nên hương linh đến chùa mình cũng săn hẳn. Mà mình ở đây mình cúng, mình niệm Phật, cái tâm thiện nó phát ra. Hương linh thì đa phần người ta có ngũ thông, nên người ta cảm được cái tâm thức tốt đẹp đó. Mà người ta cảm được bổ nguyện, nên khi người ta về đây người ta hưởng tài thọ thực, nó là một từ trường tốt. Mà từ trường nó hưởng được cái phần âm là tâm thức người ta, nó ba hồn chín vía, nó tập trung lại được một điểm, nên người ta mới nghe pháp, người ta mới niệm Phật, người ta mới hưởng tài thọ thực. Từ nơi đó mà cái tâm buồn giận hận trách của người ta nó buông xuống. Như những người mình mà mang nghiệp phá thai đi, hương linh thai nhi đi theo mình suốt, nên con mình mà nó thiếu phước thiếu duyên á, tâm địa nó không được tốt, là cái hương linh thai nhi á, nó khiến cho con mình phải ác thêm nữa, nó làm cho mình phải khổ thêm nữa. Tại vì cái sự báo thù của nó là thấy là mình con là cũng là con, nhưng đứa thì mình sanh, đứa thì mình bỏ. Nhưng họ đâu có hiểu rằng là nhân quả là mình đâu có đủ cái phước làm người. Nên tự nhiên từ trong bụng mẹ là mình đã bị bỏ. Đó là thiếu phước, thiếu duyên, thấy không? Nhưng họ chỉ biết buồn trách mà hận mình thôi. Nên đứa con mà được sinh ra mình càng thương thì thai nhi càng ghét. Nên họ phải tìm cách làm sao cho đứa con nó càng ngỗ nghịch với mình, để cho mình khổ. Vì mượn qua trung gian để báo thù. Nên đi về đây người ta nghe pháp, người ta mới cỡ mở tâm tư được, người ta hưởng tài thọ thực. Mà nhờ mình đi tu người ta mới đi theo. Cái tâm báo thù mà đi theo thì mình giống như mình đi đâu họ đi theo đó. Mình đi tu họ đi tu, mà mình đi ác thì họ ác. Nên từ nơi đó mình vui là họ vui, cỡ mở tâm tư họ cỡ mở tâm tư. Nhất là nghe những cái đoạn chia sẻ này nè. Nên hương linh thai nhi nên buông cái tâm hận thù đòi nợ. Quán thân trái chủ nên buông cái tâm hận thù đòi nợ. Để chúng ta cùng nương vào bổ nguyện niệm Phật, để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ nương tựa tu tập. Và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này đều được bình an và biết tu hành nghe pháp niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai,
chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết tức tuổi, chết vì nghiệp uống thuốc sâu hay treo cổ tự tử, và những người chết trong trận bệnh dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị được tiếp nhận công đức này và thần thức sáng suốt tỉnh táo, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung thự thực biến thập phương, nhật tiết Phật tự cộng nguyện dễ tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, nhớ đang ngô tình chung ngã kim tí nhự cung thử thực biến thập phương, nhật tiết ngộ tình cộng nguyện dễ tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, nhớ đăng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung nhật tiết cô hồn cộng nguyện dễ tử công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh hương kỳ nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Quý vị nhớ là về đây mà mình cúng thiết thực gì á, quý vị ở lại bị cúng. Chứ có những người chúng ta khi niệm Phật xong mình đi về, tội nghiệp những chư hương linh đi theo mình, ta về theo mình, ta không có ở lại được, nhớ nha. Nên
Khi cúng đĩa thực xong, những người dọn đồ cúng đĩa thực dành chút thời gian nữa nha. Tất cả chư hương linh dùng nên thương nhau, chứ đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, cái tâm đó nó không có siêu thoát. Gặp những hương linh mà về nghiệp phá thai mà có khi bị cắt tay cắt chân, bóp đầu dẹp lại, từ nơi đó mà cái tâm thức của họ cũng bị lê lết đi gang như họ khi bị phá thai, họ đau khổ lắm. Nên những hương linh khỏe nên cho họ vô dùng sữa đâu, rồi thương họ, đó là cái tâm từ bi, quý vị sẽ có phước rất là lớn. Ai vậy là Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Về chùa mình khi tu tập đồ xong có cái lễ phóng sanh đồ hay, tại vì khi mình phóng sanh là mang cái tâm từ bi nó phát ra đặc biệt lắm. Vì mỗi người chúng ta là thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên khi mà mình ăn chay phóng sanh là cái tâm từ bi mình phát ra đặc biệt tuyệt vời lắm. Nên nhiều người ung thư bệnh đau này kia nên ăn chay trường phóng sanh niệm Phật, từ cái tâm đó nó, khi nó giải nghiệp hết bệnh ung thư nha. Nhiều người bệnh ung thư mà ta hết, bác sĩ chạy mà niệm Phật ăn chay phóng sanh mà hết đó nha quý vị, hay lắm. Nên chùa mình ở đây bây giờ những đức thường phóng sanh chim cu, nên hồi hướng cho mấy ông đàn ông. Chùa mình đàn bà tu đông quá mà đàn ông thì ít. Chắc mấy ông này nghĩ mình có phước nên đi nhậu đồ chơi, không chịu đi tu đâu. Đúng không? Nên bây giờ mỗi tuần chủ nhật nhà Đức phóng sanh chim cu để hồi hướng cho mấy ông nghe. Để mấy ông đừng có đi nhậu nhiều, đi lại đây tu đi. Còn mình chưa đi tu được thì thôi, để cho vợ đi tu nghe chưa. Chứ đừng có cản người ta đi tu, tội dữ lắm nghe mấy ông. Nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà lúc này Nhà Đức nói phóng sanh chim cu là phóng sanh thiệt, có thấy chưa? Nên từ nơi đó mà lúc này bữa nay tôi thấy trên hàng trên đàn ông nghe pháp đông thêm rồi đó, tăng trưởng đó. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn. Mình về mình tùy hỷ công đức phóng sanh để hồi hướng cho người thân của mình. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay hoan hỷ để mà thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống trên đường hoặc qua đây lấy cơm ăn quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.